Mình nguyện rằng từ đây cho đến hết cuộc đời này, con đã, bây giờ con nhìn lại, con thấy con phí đời con hết 40 năm rồi, 50 năm rồi. Bây giờ con nguyện từ đây cho đến ngày con viên mãn, con chỉ còn một đường đi thôi, đó là con đường tu học. Nguyện như vậy cái tự nhiên khi cái chuyện gì nó đến, cái nhờ cái nguyện này nó chấn mình lại đi. Thưa đại chúng á, quý vị cứ nghĩ á, trong cuộc sống của mình hàng ngày, nhiều khi một chút gì mình làm còn trở ngại, huống chi cả một công trình Phật sự. Từ lúc xây dựng tu viện Trúc Lâm, cho đến xây dựng nhà dưỡng lão, cho đến xây dựng Tây Thiên, cho đến giờ phút này, quý vị nghĩ không có trở ngại sao? Có hết á. Thậm chí mỗi khóa tu, trở ngại nó xảy ra đều đặn trong 10 ngày. Bình thường nó không hư điện, ở ngày tu cái điện nó hư. Bình thường nước nó không rỉ, tới khóa tu cái nó rỉ nước. Pháp Hòa kể cái chuyện nhỏ ngày hôm qua. Cái nồi nấu cơm mà cái lò nấu cơm cho đại chúng nó banh tành, không nấu cơm được. Pháp Hòa vừa công phu xuống là Pháp Hòa nhận được tin cái nồi nấu cơm hư rồi. Pháp Hòa mới đi xuống bếp xem, đứng một hồi, bây giờ mình làm sao mình giải quyết. Pháp Hòa hỏi chiều nay, trưa nay quý cô cho ăn món gì? Mấy cổ nói dạ ăn mắm Thái. Pháp Hòa nói không sao, luộc bún đi, ăn mắm Thái cũng được. Bây giờ cơm không có thì phải ăn bún. Nhưng mà thời mai trong bếp có một cô, cổ nói thầy tin con, thầy giao cho con cái chuyện cơm đi, con nấu kiểu Việt Nam á, nấu mà chắc nước á. Cổ nấu một cái nồi bự, thiệt là bự đâu, mấy chục lon trọng, mà nấu ba nồi như vậy. Thì vì Pháp Hòa một mặt á, cổ nói là nói, nhưng mặt khác Pháp Hòa vẫn cho luộc bún. Pháp Hòa nói không sao, chiều dư ăn bún. Mình có thể uyển chuyển, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là không phải lúc nào cũng được suôn sẻ. Người tổ chức cũng gặp trở ngại, người dự tu cũng gặp chướng duyên. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta phải tâm niệm rằng trên con đường mình đi không lúc nào cũng đầy hoa thơm cỏ lạ. Nó phải có những cái gồ ghề, nó phải có những cái gút mắt. Cũng giống như là thầy trò Đường Tăng muốn đi đến Tây Phương thỉnh kinh thì không thể nào không vượt qua những cái nạn. Đến mức độ là giây phút cuối rồi, Quan Âm bấm tay nói Phật Tổ ơi, còn thiếu một nạn, nhớ không? Rồi cuối cùng mới nói rồi thôi làm nạn nữa đi, cho đủ 81 nạn. Rồi cái nạn cuối cùng là rớt kinh xuống biển đó. Rớt kinh xuống biển rồi phơi kinh mà rách kinh đồ này kia kia nọ, đó là cái nạn cuối cùng. Cho nên á, mình phải có những câu chuyện đó hay là những cái việc như vậy, rồi mình mới thấy rằng đâu phải mình muốn làm nó dễ đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn những cái gì chúng ta thành tựu, không phải là nó suôn sẻ như một điều mình nghĩ. Rất nhiều những cái trở ngại, nhưng có một điều nó làm cho mình vững là gì biết không? Nguyện. Mình tự hỏi, mình đâu có làm cho bản ngã của mình, mình đâu có làm cho cá nhân, mình đâu có làm để mà mình gọi là xây dựng tên tuổi của mình. Mình làm cho đại chúng. Cho nên làm cho đại chúng được cũng không sao, mà không được cũng không sao. Vì mình làm mà không có dính lợi, dính danh trong đó, mình hết lòng mình làm. Pháp Hòa tin chắc rằng chư Phật hộ pháp có gia hộ cho mình. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ đi, bây giờ quý vị nhìn Tây Thiên, hộ pháp không gia hộ sao làm? Phải có hộ pháp gia hộ. Mà có những cái việc nó đến mà mình không có ngờ. Cho nên á, trong cái âm thầm chúng ta biết, chỉ cần cái tâm chúng ta chân thành. Cho nên chúng ta hay dùng cái từ
thật tu, mà phải tu thật, thật tu và tu thật thì cái quả nó là thật. Còn mình làm á, Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị nói tôi nghe nói cái tu viện Tây Thiên, tôi nghe nói về thầy Pháp Hòa cho nên tôi muốn tới cho biết, thì tới 10 ngày này khổ lắm. Tại sao? Tại tới biết rồi, chỉ cần 5 phút là biết rồi. À, vậy vậy ha, rộng á. Ở ngoài ổng cũng ống nhôm đen thùi có gì đâu. Thì chỉ cần 5 phút là biết rồi. Nhưng mà nếu mình đặt một câu, một cái vấn đề là tôi đến đây tôi tu, cái chữ tu nằm ngay trước mặt mình, thì không có cái gì nó làm cho mình dừng bước được. Vừa rồi có một em Phật tử, nó hỏi một câu rất hay bằng tiếng Anh. Nó hỏi thầy, con biết thầy thích đi tu, nhưng mà hỏi thiệt thầy, có bao giờ thầy muốn ra đời không? Không biết nó muốn cho số phone hay chi á. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa có trả lời em. Nó hỏi có bao giờ thầy chán, thầy muốn nghỉ tu. Thì Pháp Hòa nói thiệt, nó chán thì thầy có chán, nhưng mà không vì cái chán đó mà trong lòng thầy khởi một chút nào dù ý nghĩ rằng nghỉ tu, không muốn tu, không có. Chán thì có chán, bởi vì mình là một con người mà khi mình đem hết lòng mình ra mình làm mà vẫn chưa vừa lòng người khác nữa thì đôi lúc mình cũng có nản đó. Nhưng mà không nghĩ, không lẽ tôi nghĩ tôi quách cho rồi. Không có nghĩ cái đó. Cho nên mình biết một cái điều là Ngoài thương yêu hiểu biết lớn, ngoài tâm bồ đề này ra, con không còn ước ao nào nữa cả. Chứ mình tu mà đến giây phút nào mình thấy nếu 5 ngày qua trong tâm mình chưa khởi một ý niệm gọi là mình muốn đi về về sớm hay là mình muốn cái gì đó, thì mình biết nguyện mình đã bắt đầu có bén rễ chút rồi đó. Nhưng mà nếu lỡ mình phiền não mình khởi lên, đừng có buồn, đừng có trách mình, thường thôi. Đó là gì biết không? Đó là ma đó. Cái chữ ma được dịch là chướng. Cái gì nó ngăn trở mình, nó muốn đoạt đi cái hạnh phúc của mình là ma. Chứ ma nó không có nghĩa là tóc dài. Chỉ có trừ khi nào ban đêm mà tắt đèn hết trơn rồi xõa tóc chạy chạy. Đợi người ta ngủ hết giờ đó tôi mới gọi đầu tôi chạy tóc nữa. Tôi canh washroom hoài câm không được. Rồi bắt đầu rửa, đợi canh ai ngủ bắt đầu mình tắm rửa rồi bắt đầu mình mới ngồi mình chải tóc. Chữ ma trong Phật pháp nghĩa là cản trở. Cái gì nó ngăn cản mình, nó chướng ngại mình, mà thậm chí trong Phật học còn dịch là đoạt mệnh. Nó đoạt đi cái căn mệnh trí tuệ của mình. Thưa đại chúng, ngày hôm qua có một bác lớn tuổi bệnh, Pháp Hòa vô thăm. Thì mấy vị mới nói thôi, nếu mà bác thấy không khỏe thì đổi vé cho bác về. Bác nói một câu mà Pháp Hòa xót, xót mà thương, mà thấy ở cái tâm của một người ham tu. Biết quý vị biết bác nói làm sao? Thôi để tôi ráng vài bữa nữa coi làm sao, tôi không có muốn về đâu. Về rồi con tôi nó nói má đi rồi, má bệnh, má về, năm tới nó không cho tôi đi nữa. Một cái câu nói đơn giản vậy thôi. Thế thì quý vị mới thấy không, bệnh là có đủ lý do để đi về, mà không dám về vì sợ. Hồi nhỏ đó, lúc Pháp Hòa xin đi tu đó, ba mẹ Hòa chưa cho. Cái thì thầy viện chủ đó, thầy hớt tóc Pháp Hòa, mà thầy hớt trật. Thầy hớt rồi nó trật một chỗ vậy nè, thầy mới lấy cái tông đơ thầy chỉnh. Chỉnh hồi cái thầy dè hết trơn với thầy. Nó còn có một chỏm như này nè, y như cái miệng vừa khô vậy đó.
Rồi cái thì Pháp Hòa đi về nhà thì ông già Pháp Hòa cũng nói ai hớt cái đầu mày vậy. Nói dạ thầy hớt, mà thầy hớt trật giờ thầy cạo. Hớt gì mà ngộ quá. Cái Pháp Hòa mới chêm vô câu, vậy cạo luôn được không ba? Ông nói chứ để làm chi. Nhưng mà quý vị biết là cái đó chỉ là do hớt tóc trật mà phải cạo, chứ có được đi tu đâu, chứ có được chính thức thọ giới đi tu đâu. Nhưng mà Pháp Hòa sợ nếu mình để tóc lại á thì mình sẽ bị bắt để tóc luôn. Cho nên Pháp Hòa lấy cái dao bào á, cái lưỡi lam á, ngày nào cũng lén vô washroom ngồi cạo. Tức là lúc nào cũng không để nó mọc. Nó mọc như vậy là nó có cơ hội nó bị kéo, nó bị là bắt ở ngoài luôn. Đến khi Pháp Hòa thọ sa di mà giấu không dám nói. Thọ sa di mà ngay ngày rằm tháng 7 giấu không dám nói. Tới hồi mà thọ giới xong rồi, có một cô Phật tử, cổ mới sợ ở nhà buồn, cổ mới gọi, cổ nói tôi nói cho cô biết cháu nó ham tu quá, thôi cô cho cháu nó tu đi. Mà giờ nó sợ cô chú la nó, cho nên rồi tôi dẫn cháu về. Pháp Hòa về, Pháp Hòa an ủi bà già, nó thôi được rồi, con đi tu nhưng mà con có xin thầy rồi. Tuần lễ con ở nhà với mẹ 3 ngày, con ở chùa 4 ngày. Nhưng mà thiệt sự với đại chúng chưa ở nhà một, chỉ có một đêm duy nhất. Tại sao biết không? Tại vì lúc vừa đi xuất gia xong, thầy niệm chủ có việc đi qua Mỹ một tháng. Pháp Hòa lấy cái cớ, Pháp Hòa nói chùa không ai coi. Ở chùa một tháng đó, rồi mỗi ngày đi tập đi học đó, cố tình đó là bỏ tập lại ở trong trường càng nhiều càng tốt, để cái vỏ mình nó trống. Trống rồi về nhà mình mới tha đồ mình lên chùa được. Ngày nào đi học về cũng bỏ đồ vô, quần áo cái gì gì bỏ vô. Đâu chừng 3-4 lần thôi, bà già bà nói thôi rồi nó đi luôn rồi. Hỏi sao mẹ biết? Trời ơi, tôi thấy nó về cái tập xẹp lép mà tao hỏi đi ra. Như vậy quý vị thấy không? Nếu mà cái tâm nguyện của mình nó thuần thì tự nhiên cái duyên nào nó đẩy mình, nó đúng như cái nguyện của mình. Mình có muốn ở nhà đâu. Nhưng mà bây giờ mình làm cho mẹ mình vui, nhưng mà cái duyên nó đến là để mình có cái cớ. Nhưng mà thật sự trong nhà Pháp Hòa không hề cản trở. Có một cái điều là chỉ sợ mình tu không được thôi. Ở ngoài Việt Nam mình là sợ mất mặt. Tu không được ra đời mất mặt lắm. Chứ còn đối với người Tây Phương thì họ coi chuyện đi tu giống như là một cái job vậy. Vô tu rồi được không được thì ra. Nhưng mà Phật tử mình thuần thành thì mình không nghĩ như vậy. Thấy không? Cho nên đi tu là một cái ước nguyện đó, một cái chí nguyện cao đẹp của mình. Cho quý vị đừng có nghĩ đi tu gieo duyên và là bình thường nha. Nếu mình khởi cái tâm mà đi tu xuất gia gieo duyên bình thường thì tự nhiên cuộc sống hàng ngày 10 ngày này mình nó bình thường lắm. Hàng ngày mình sống y như là cái đời sống thường ngày của mình. Bây giờ nè, ai mà lỡ 5 ngày qua trở về phòng mà nó hơi trần tục đời thường chút, chỉnh lại đi. Ráng 5 ngày còn lại cho nó thuần là một người tu. Tối ngủ cũng phải mặc áo vạt hò, không có thay đồ bộ, không có thay áo đỏ, áo xanh, áo vàng, áo tím, không có làm hai cục hai bên. Không có ghim điện quấn quấn cho nó uống. Trời ơi, ai coi nữa. Thật sự không có tội, không có tội lỗi gì hết á. Nhưng mà có nghĩa là mình chưa đủ cái tiêu chuẩn gọi là hai chữ gieo duyên. Mình gieo duyên mà cắt hết tất cả những cái duyên đó để cho mình thuần túy đúng là cái duyên tu thôi. Bên mấy ông cũng vậy, tối ngủ nóng quá không có mặc quần xà lỏn. Phải đúng là mặc đồ tu. Nếu mà còn giỏi nữa, nằm theo thế của người tu, nghiêng về bên phải,
Đó là thế Cát Tường. Đi tu mà cầm theo cái gói ôm. Tôi không có gói ôm tôi ngủ được. Gói ôm phải có gói gác. Còn có nhiều người tối ngủ không được, mở game ra chơi. Thật sự Pháp Hòa có nói là không hề có tội nha. Nhưng mà cái đó nếu mình ngồi nghiệm lại thì chúng ta gieo chưa đủ. Hạt thì bỏ xuống rồi mà không tưới nước, không có chịu chăm sóc, thành thử ra mỗi năm mình chỉ được một cái hạt là cầm hạt gieo xuống mà rồi y chang uống. Phải làm cho đúng cái phong cách người tu, từ cái đi cái nói. Ngay cả hai ông bà mà đi tu chung, lỡ có gặp nhau, sư muội em lấy này cho anh em. Không có sao hết. Nhưng mà cái duyên đó, cái duyên từ ngữ mình phải gieo luôn. Huynh đệ tỷ muội. Hỏi à, đi à, đi tôi nha, tôi với vợ tôi. Tôi tu với bạn đời. Bây giờ hai người bạn đời rủ nhau đi tu mà. Cho nên ví dụ như mình đi tu rồi mà gặp cái người đó là phối ngẫu của mình ngày trước á, thì không có giới thiệu là vợ nữa nha. Nói đây là bạn đời của tôi, là bạn ngày trước á, hồi trước tôi còn ở đời họ là bạn đời của tôi. Ví dụ như quý vị nào mà đã có gia đình rồi đi tu không vậy, ví dụ ngồi gặp nói chuyện với nhau, trời ơi hồi xưa ông chồng tôi nghe. Mấy cái từ đó không có nói nữa. Khi mình đã có gia đình mà đi tu rồi, lỡ mình kể một chuyện gì với ai đó, thì lúc đó mình chỉ nói người bạn đời của tôi ngày trước thôi, chứ không có dùng cái từ thế gian nữa. Trời, hồi đó vợ tôi phải làm này, đó chồng tôi làm. Tức là mình làm lại cái từ đó nó không phải của mình nữa. Cái chỗ Pháp Hòa muốn nói là phải gieo duyên từ cái lời nói của mình, từ cái bước đi của mình, từ cái việc làm của mình. Ngay cả cầm cái bình, cầm cái tô cơm đi ăn, khất thực á, là phải đến xá rồi nâng cái bát không lên, tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Lấy thức ăn xong rồi nhìn cái tô cơm, tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Tay trái để dưới đáy bát, tay phải che cái phía trước bát, ôm cái bát mà đi tới bàn ngọt, chứ ông cầm cái tô. Chị vô nghe. Chị vô hàng này rồi. Không, tôi kiếm chồng tôi. Chồng đâu nữa trong này. Làm sa di sa di ni hết mà chồng con gì nữa. Thật sự ra Pháp Hòa nói lại không hề có tội, nhưng mà mình nghe xong rồi mình thấy này, cái này là gieo duyên chưa đủ. Cho nên Pháp Hòa muốn đại chúng làm sao gieo cho đủ, không phải chỉ cái tướng có cái y, không phải ở cái tướng đó rồi quý vị cứ giờ nào cũng đắp cái lên đây, cái đó chưa đủ. Cái thật sự quý vị gieo duyên là chính cái đời sống hàng ngày của mình, cái đó mới quan trọng.
Còn lên đây rồi thì ai làm gì nữa? Mãi. Nhưng mà xuống dưới kia, qua mấy cái kia. Đi ngang thấy cái bánh ú cũng ngon, no rồi, nhưng mà sẵn còn dư thôi kệ, đem về phòng tối có đói. Đúng không hả? Quý vị biết mấy chú tiểu mà Pháp Hòa mà nói sao thầy biết, Pháp Hòa kể chuyện tụi con làm chuyện này chuyện nói sao thầy biết, con đừng có hòng rời bàn tay Phật Tổ. Không lẽ, nhưng mà trong bụng mình nói hồi xưa thầy cũng vậy đó con. Tu là gì? Tu nghĩa là mình thấy mình. Tu nghĩa là mình phải thấy mình. Không cần tu cái gì hết, chỉ cần một việc thôi, thấy mình là mình tu rồi. Khi tôi đang giận, tôi biết tôi đang giận. Tôi đang phiền não vì một miếng ăn, tôi biết tôi đang phiền não vì một miếng ăn. Tôi đang phiền não vì một cái chỗ ngủ, tôi rõ, tôi biết tôi đang phiền não. Tu nghĩa là thấy mình. Người không thấy được mình thì chẳng tu được gì hết. Bây giờ quý vị nghiệm có phải không? Mình không biết được cái nhà mình là cái sao, sao mình chỉnh mình sửa giờ. Cho nên mình tu là mình thấy được mình chứ không phải thấy người. Cái chuyện mà mình thấy mình đó, cái chuyện mà chư tăng các thầy mà có điều có cái qua có cái bổn phận với mình là các ngài ngó xuống mình, rủ lòng, cho nên gọi là thùy từ. Tiếng Hán gọi là thùy từ. Mình hay nói vậy đó, ngưỡng mong chư Phật thùy từ chứng giám, chư Tôn Đức thùy từ gia hộ gì đó. Chữ thùy từ là rủ lòng thương xuống, rủ lòng thương xuống cho con. Cho mình tu là mình thấy được mình. Mình thấy được những cái mà lúc chút trong đời sống của mình. Năm nay đó, Pháp Hòa có khởi một cái ý nghĩ là đề xuất một ngày tịnh khẩu. Tức là ai phát tâm tịnh khẩu, I believe you. Để Pháp Hòa sẽ xin quý ngài lớn nha. Quý ngài đồng ý thì mình sẽ tuyên bố ngày hôm nay là sẽ có một ngày tịnh khẩu. Ai tịnh khẩu ghi cái bảng tịnh khẩu. Không, khoan. Từ từ cháu cũng như. Khi mà mình các ngài đồng ý rồi đó, thì cái ngày đó mình tịnh khẩu, mình chỉ cần ghi cái bảng thôi, tịnh khẩu. Thì người nào thấy người bạn của mình mang chữ tịnh khẩu rồi đựng tới, chị phải không? Tối qua ngủ được không? Trời, cái bà ở gần tôi chẳng những ngáy mà còn nghiến răng nữa. Mình thấy người ta tịnh khẩu á, đừng có tới hỏi gì hết á. Thấy ta để đeo bản chữ tịnh khẩu rồi, mình tới là mình khiêu chiến. Ở đây có con bé nhỏ, con của chị Phật tử, nó tên là con Sophia. Pháp Hòa hay chọc nó là thằng David, kêu nó tên bằng tên con trai đó. Mỗi lần kêu nó vậy nó không thèm nói gì. Vừa rồi nó đi dự khóa tu, mấy đứa nhỏ nó có cái bản tên Sophia. Nó kêu, hey David, come here. Nó lỡ nó cầm cái bảng như này, Sophia. Rồi nó sợ mà còn không biết nó S-O-P-H-I-A. Ý nó nói là tại sao nó tên này spell như vậy nè, đánh vần như vậy mà thầy vẫn gọi nó đi tịnh khẩu. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc thêm đại chúng cái vấn đề gieo duyên đó.
Đừng nghĩ là mình chỉ tới ở tôi ở trong khóa tu 10 ngày là ngày nào tôi cũng đắp y lên, chưa đủ đâu. Cái đó cái lớp mỏng ở bên ngoài, cái lớp ở bên trong mà lúc mà tắt đèn mình về phòng, cái đó nó phát hiện hết lên. Đêm nay chợt thấy chân hình. Hằng ngày đời sống của mình, thế gian thường tình mình sao nó lộ hết lúc về phòng. Nói năng đi đứng rồi tiếng dép lết rồi, đi washroom đóng cửa mạnh tay, cửa nẻo đóng không có nhẹ tay. Tất cả những cái bình thường đó của mình đó, nó chính là những cái mình tu đó. Bây giờ còn 4 ngày rưỡi chứ 5, bị 10 tay có nửa ngày, 4 ngày rưỡi còn lại. Gieo cái duyên. Sáng chỉ cần rửa mặt sạch sẽ là đủ rồi, còn không cần trồ vô mắt nữa. Chỉ cần rửa sạch là được. Giảm hết mọi cái duyên bình thường của mình lại. Thậm chí một bộ đồ mình cũng đừng mặc. Mình làm sao cho mình thuần túy trong 10 ngày đó, đúng nghĩa của một cái chữ người tu. Nó uống. Thôi Hòa muốn nói một bài kinh mà giờ hết giờ. Bốn giờ rưỡi rồi. Giờ chư thiên. Ta bây giờ Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe bài kinh ngắn. Trong này Đức Phật nói về cái nguyện của người tu. Bài kinh hay lắm. Đức Phật nói bài kinh này có một cái tên là nguyện. Đức Phật dạy các tỳ kheo nên ước nguyện. À, đây là nguyện của một người tu nè. Nguyện Đức Thế Tôn thăm hỏi, nói chuyện với tôi, thuyết pháp cho tôi. Tức là mình nguyện làm sao mà mỗi ngày mình thường được nghe pháp của Phật. Tại vì giáo pháp nó giống như nó nuôi cái tâm mình vậy. Một ngày nào mình cũng có nghe pháp đó, thì mình thấy là giống như khi mình cuộc đời mình nó khổ. Cái cây của mình nó mới vừa dương vương được chút, cây nắng tới nó không có tươi được, nhờ mỗi ngày nước nó chăm cho cái cây nó tốt. Quý vị thấy hoa chân như vậy nè, mặc dù chăm nước ở đằng này, nhưng mà nếu mà được nữa, có cái bình mà chúng ta xịt spray xịt nước cho nó rút từ cái gốc, nhưng mà mình đưa cái mặt nước lên trên này, nó làm tươi nhuận những cái cành lá. Cũng như vậy đó. Mỗi ngày mình tu, mình ngồi thiền, mình tụng kinh niệm Phật là mình rút cái nước đó, rồi mình nghe, cũng giống như là nước mà nó để trên mặt vậy, nó làm cho cái hoa tươi và nước rút. Cho nên nguyện nghe Phật nói pháp, nguyện những người thân tộc của tôi nhờ tôi mà sau khi mạng chung chắc chắn được sanh thiện xứ, sanh nơi cõi trời. Cái nguyện của mình á, không, mình nguyện là nhờ mình, chữ nhờ đây không có nghĩa là nhờ mình tu hay là nhờ mình tu mà họ được ké, cái đó không phải vậy. Học được nhưng mà ít lắm. Phải nói rõ hơn là nhờ mình tu và họ nhìn vào cái hình ảnh của mình tu mà họ khởi tâm. Có nhiều khi người thân mình họ chưa bao giờ họ biết tu, nhưng mà nhờ cái cách tu của mình họ thấy rõ mình có chuyển hóa. Cho nên có một ngày nọ đó, Pháp Hòa đọc cái bài tụng mà buổi lúc cuối, đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa. Đã về nương tựa Tăng,
con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. Tự nhiên có một ngày nọ Pháp Hòa đọc tới cái đoạn đó thôi, nước mắt Pháp Hòa ròng ròng. Dĩ nhiên là ngày nào mình cũng đọc, nhưng mà có những ngày mình đọc cái lời kinh nó đầy sự cảm xúc. Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa. Quý vị nhớ, về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính sớm mở lòng Bồ Đề. Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng nhiếp hóa được muôn loài. Vậy thì xây dựng nên bốn chúng là gì? Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Và bổn phận của chúng ta là xây dựng, trong nhà mình cũng có những chúng như vậy. Con mình, cháu mình, chắc mình, chồng hay là con, chồng hay là vợ của mình, chồng hay là con, vợ của mình, chồng mình hoặc vợ mình là một chúng rồi. Con mình là chúng thứ hai, cháu mình là chúng thứ ba, chắc mình là chúng thứ tư. Bốn chúng đệ tử Phật là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Nhưng mà mình trong gia đình mình cũng có những chúng như vậy. Cho nên mình tu như thế nào để mà trong chúng, những người con, những người thân của mình, họ cũng được thừa hưởng đó. Nguyện những thí chủ đã cung cấp cho y phục, đồ ăn, thức uống, nhờ sự bố thí này mà có nhiều công đức, có đại quang minh, có nhiều phước báo. Hồi nãy mình nguyện mình, bản thân mình được gặp Phật nghe Pháp, người thân mình nương nhờ giáo Pháp, cái sự tu của mình mà họ cũng để lợi lạc. Thưa đại chúng, nếu mà không khéo đó, mình tu không khéo đó, 10 ngày này mình nợ người thân mình. Người ta ở nhà giữ con, giữ cháu cho mình, để mình 10 ngày mình đi tu cho yên ổn. Thấy chưa? Rồi thậm chí á, xin lỗi người thân mình còn phải cho tiền mình đi tu nữa, cho tiền mình mua vé, cho tiền mình chi xài cúng dường. Rồi rốt cuộc mình vô đây 10 ngày này, mình đặt cho mình một cái câu hỏi là mình đã thành tựu được gì. Rồi mình nhìn thầy, thầy lo cho mình, nhưng mà mình không bằng lòng với cái gì hết trơn. Cái gì mình cũng phiền não hết, uổng quá chừng. Mình phụ lòng, cho nên cái chữ tàm quý mà nãy em nói đó, tức là mình hổ thẹn. Thậm chí mình đi tu 10 ngày về, con mình nó rước ở phi trường, má đi tu vui không má? Thôi điên lần cho biết rồi. Nghỉ tu. Nghĩa là như chỉ cần một câu nói đó thôi, cũng hiểu rằng suốt 10 ngày qua mình đã thấm cái gì. Nó uổng lắm. Rồi quý vị thấy, có những người người ta chở thức ăn tới cho mình 300 cây số. Những Phật tử bên Mỹ nấu ăn sẵn đóng thùng, đóng tiền cước, một thùng 25 đồng. Mà có những người được maximum là 2 thùng, mà có những người chở 4-5 thùng. Những thùng phía sau họ phải trả 80 đồng một thùng. Con anh Phật tử anh qua đây một mình ảnh mà 8 thùng. Quý vị biết ảnh phải trả dư tới 6 thùng. Nếu mà mình chỉ có hưởng mà mình không có phản tỉnh, nhìn lại có cái lỗi. Pháp Hòa không dám dùng cái chữ tội hay là mang nợ, mang nghiệp gì. Ở đây Pháp Hòa dùng cái từ nhẹ là mình có cái lỗi. Có cái lỗi là mình đã cô phụ người thân hy sinh cho mình. Mình đã cô phụ thời gian công sức của mình đến đây. Và mình đã cô phụ đàn na tín thí những người đã thương mình, nâng đỡ mình vào những ngày tu này. Cho nên mình nguyện cho họ. Nhưng mà làm sao để nguyện? Lát Đức Phật nói một câu thôi. Đức Phật chỉ nói một câu thôi.
muốn được tất cả nguyện này thành tựu thì không bỏ phế thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. Con câu một, mình thọ giới rồi nè, nhưng mà không có nghĩa là tôi đây bây giờ là người xuất gia gieo duyên, mà mình không thể bỏ đi cái tư duy thiền quán. Chữ thiền là tư duy suy nghĩ, quán chiếu thâm sâu. Đồng thời phải thành tựu được cái quán này ở nơi cái chỗ không tịnh, nghĩa là chỗ phiền muộn, mà mình thấu rõ được cái lẽ đạo màu. Hay lắm. Cho nên rõ ràng quý vị thấy không, mình về nương tựa pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Nãy giờ mình 800 người mình ở trong cái đạo tràng này, có phải là hàng ngày mình đang làm một cái việc là cùng lên đường chuyển hóa không? Đang làm cái việc đó, cùng lên đường chuyển hóa. Cho nên đó, mình nghe chuông là phải lập tức mặc áo chuẩn bị. Gấp gì mà gấp, 800 người lên trển cũng ngồi chờ thôi. Mình nghĩ một câu được đó, người khác cũng nghĩ vậy, rồi cái là cả cái đạo tràng nó trễ nải. Ăn cơm tới đó cũng sắp hàng thôi. Vậy thì mình không lên đường chuyển hóa. Mình gọi với nhau là đạo lưu mà. Lưu là sao? Đi một dòng sông mạnh, lưu xuất trôi chảy, không có gì mà gọi là trở ngại. Những vị nào ở mỗi khu vực, ví dụ như ở dưới lầu này, nên chia phiên với nhau chùi rửa nhà vệ sinh. Ai ở ngoài Khánh Hòa, Khánh Anh, chia phiên với nhau chùi rửa quét dọn. Đừng thấy có một người làm rồi phó thác cho họ. Đẹp thay sự quét dọn, tịnh nghiệp ngày thêm lớn. Cho nên mình quét dọn là một niềm vui. Quý vị làm chánh điện cũng niềm vui, chùa nhà cầu cũng niềm vui. Đẹp thay sự quét dọn, tại vì mình quét dọn được như vậy, nghĩa là mình đang chùi rửa cái tâm mình, chứ không có gì hết. Cho nên rác cũng đi đổ, làm bất cứ việc gì, cho nên ngay cái chỗ đó, ngay cái chỗ bất tịnh đó mà mình lại được cái tịnh. Nhờ cái đống rác đó mà mình lại được công đức thanh tịnh. Cho nên thưa đại chúng là mình, nếu mà không có những cái đó mình không được cái này. Phải thấy vậy. Bây giờ quý vị cứ nghĩ ngày xưa là Phật ngồi ngủ dưới gốc cây, mình bây giờ được ngủ trong phòng, tệ lắm thì cũng được cái ghế bố, phải không? Cũng được cái miếng mền đắp lên, rồi cái gối chêm cái đầu. Mình hay nói mà, ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu. Có nhiều khi mình còn dùng từ ôi ngã lưng mấy tiếng là cũng vậy rồi. Rồi có nhiều khi mình nói nặng với mình hơn nữa, ngủ nhiều chi, mai mốt ngủ một lần luôn cho nó khỏe. Thậm chí mình nói mình an ủi mình vậy đó. Nhưng mà rồi mình cũng phiền này phiền kia, nó uổng đi. Cho nên cái tu của Pháp Hòa là gì? Chỗ nào không ai làm mình sẽ làm, chỗ nào có rác thì mình dọn. Quý Phật tử mới nói thầy kêu con làm đó, thì giờ sẵn dịp thì cứ làm, ai thấy thì phụ. Chứ Pháp Hòa nhờ thì cũng có nhờ, nhưng mà không có nghĩa là việc gì Pháp Hòa đi đâu và thấy dơ ế lại lụm đó đó. Lụm cái đó là cho mình. Đẹp thay sự quét dọn, tịnh nghiệp ngày thêm lớn. Quý vị tưởng tượng, trước khi mà khóa tu phải chuẩn bị như vậy. Rồi ngày 10, 11 này á, tất cả những cánh chim sẽ trở về nơi cố hương, thì một bãi chiến trường là ai dọn? Phải không? Giặt 800 cái mền,
Ra giường là hai lớp nha, quý vị dở ra giường lên thấy. Rồi một cái ra giường, một miếng trải lên. Quý vị tưởng tượng thầy trò mà dọn bây giờ là tháng 8 và dọn tới tháng 11 mới xong. Pháp Hòa chưa hề than vang hay khoe khoang gì cái chuyện đó. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói, bạn một mình Pháp Hòa không làm được gì hết. Rất đông người đến đây trợ lực cho mình, trợ duyên cho mình. Cho nên mình phải vui vẻ, phải hoan hỷ, tu phải cho vui. Tu phải cho vui. Tu mình buồn tu không nói. Và lúc nào mình cũng khởi cái tâm niệm tam quý. Cho nên mình nguyện cho thí chủ, nguyện bây giờ nguyện thưa nguyện kế là nguyện cho con có thể nhẫn chịu được sự đói khát nóng lạnh, mũi mồng châm chích, sự áp bức của gió của mặt trời, bị tiếng xấu, bị đánh đập cũng có thể nhẫn chịu, bản thân bị tật bệnh cũng rất đau khổ, cho đến mạng sống sắp tuyệt, các sự không được vui ta cũng đều có thể kham nhận. Đúng không? Cái này Tây Thiên có đủ. Gió nè, đói nè, khát nè, lạnh nè, mũi mồng châm chích, Tây Thiên có đủ. Nghĩa là Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi đầy máu, khi về cạn queo. Tại vì cúng dường máu cho mũi. Còn người nào mà đã phủi tóc, Tây Thiên đi dễ khó về, lúc đi có tóc, lúc về sao trụi lơ. Cho nên mình phải nguyện. Đây là nguyện rõ, Phật dạy trong kinh. Đây là một bài kinh có một chữ thôi là nguyện. Nguyện cho con có thể nhẫn chịu được sự đói khát nóng lạnh, mũi mồng châm chích, sự áp bức của gió. Có không? À, có những ngày gió quá phải không? Của mặt trời, có những ngày quá nắng phải không? Bị tiếng xấu, bị đánh đập cũng có thể nhẫn chịu. Bản thân bị bệnh tật bệnh cũng rất là đau khổ, cho đến mạng sống sắp tuyệt, các sự không được vui cũng đều có thể kham nhận. Làm sao mấy trăm người mà vui được? Vui này thì thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, cái bàn nó có nhiêu khúc đây, ai cũng ngồi dành ngồi giữa thì ai ngồi bên hông? Thì cũng phải có người chịu ngồi giữa, thì cái người ngồi hông thì ngồi đủ cả ba. Nguyện cho con nhẫn chịu được sự không vui, nếu sanh sự không vui tâm đều không chấp trước. Có nhiều khi mình không muốn sanh sự mà lại có người đến sự sanh, nhưng mà phải ráng. Giống như hồi đó mình đi làm, vô hãng bị ăn hiếp dữ lắm. Có thể mình không biết tiếng Anh, mình mới qua, mình người mới vậy đó. Mấy vị đến nói với Pháp Hòa nói vậy nè: thôi bây giờ cứ nghĩ vậy nè, đi làm để kiếm sống, vô đây đi làm kiếm sống, không có vô đây kiếm chuyện. Cho nên ai kiếm chuyện với mình đừng kiếm chuyện với người ta. Chờ có một đứa đệ tử nói: thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào để đừng động tâm. Ông thầy nói: vậy con tâm đừng có động. Con tâm động thì cho nên nó cảnh thì nó vậy đó, nó không vui không buồn gì hết trơn. Nhưng mà do mình. Nếu mà ai thích yên tĩnh thì trời ơi yên tĩnh thích quá. Nhưng mà ai thích vui thì đây ở đó không, buồn quá. Tôi vô đây tôi tưởng tôi đang ở kinh tế mới. Xe cộ thì một ngày không nghe một tiếng. Không à, tôi tưởng đâu là gần cái quán bán kẹo bán bánh vậy, tôi còn chạy ra tôi mua được lon nước rồi. Thế vậy ở đây là cái gì cũng xa. Cho nên vô trong này rồi á, là chỉ còn có gì, một đường đi thôi chứ không có đi đường nào nữa. Có cái anh Phật tử ảnh định trong bụng là chở má ảnh từ Mỹ mà
dẫn bà già qua đây tu. Nói trước với má rồi nghe, con đưa má vô chùa tu thôi nghe, rồi con ra ngoài đường con chơi à, rồi tối con về. Ảnh tưởng đâu chùa ở trong phố. Tới hồi mà ảnh tới ban đêm mà nói trời đất ơi cái chùa gì mà càng đi nó càng tối vậy trời. Vô tới Tông Tây Thiên rồi, chỗ phân chia chỗ ở đồ xong rồi, ảnh nói trời đất ơi bây giờ tôi muốn đi đâu cũng có xe. Đi đâu cũng có xe mà bây giờ tôi ở trong này tôi đi tới lui mình mà tôi không làm gì hết. Kỳ quá mà thấy chùa quá trời bận, ảnh săn tay vô ảnh công quả suốt 10 ngày luôn. Không còn biết trời trăng mây nước gì. Bây giờ hỏi còn muốn đi mò nữa không? Dạ no, no more. Cho nên nhẫn chịu được cái sự không vui. Sự không vui là tự mình nè. Thí dụ như giờ cái gì đó nó làm cho mình không vui, nhưng mà rồi cũng có những chuyện người ta tới, người ta tìm mình để người ta gây cái sự không vui với mình cũng có. Nguyện cho con nhẫn chịu được những sự sợ hãi, nếu sanh sợ hãi tâm đều không chấp trước. Coi vậy chứ nhiều khi mình cũng sợ. Có nhiều vị sợ chưa hiểu gì nghe bạn rủ đi, nhưng mà đặt câu hỏi nhá nhá kéo rồi có cạo không thầy. Mà có nhiều người còn dặn thầy cắt sâu sâu sao thì đừng cắt trước nữa. Tại con còn về phải đi làm. Đừng có sợ, mà hãy nhắc vậy thầy còn làm tới. Thôi thì bây giờ cái bài kinh này nó chưa có hết, nhưng mà Pháp Hòa chỉ khơi một vài điểm cho đại chúng nghe về cái bài kinh nguyện. Vì hôm trước Pháp Hòa có nói với đại chúng là ước với nguyện đó. Ngoài đời thì mình có gì mình cứ ước chơi cho vui, ước trúng số, ước có nhà lầu xa hơi gì đó, được không được cũng sao hết. Nhưng mà tu thì nguyện, bởi vì chúng ta thấy rõ được cái lý do nào mình phát nguyện. Mà đặc biệt là chúng ta đã phát nguyện đi tham dự những khóa tu đặc biệt như thế này. Không phải là khóa tu bình thường, khóa tu này là xuất gia gieo duyên. Thì hãy nghiệm bốn chữ xuất gia gieo duyên như thế nào. Xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Bây giờ xuất thế tục gia là mình đã ra rồi đó, rời cái nhà của mình rồi, vô đây ở nè, được chút rồi đó. Xuất phiền não gia có bộ hơi khó, tại vì càng đông càng phiền não. Bây giờ ráng làm sao mỗi ngày ra cái nhà đó, làm được cái chữ rồi. Bây giờ gieo duyên ha, hồi nãy hôm qua nhắc đại chúng gieo từng chút vậy đó. Cầm cái bát, thí dụ như ngồi ăn cơm nha, cái tô cơm là phải cầm lên, không có được để dưới bàn. Không có được để dưới bàn rồi ngã nguyên người ra. Người tu không có tướng ăn đó. Cái ăn của người tu là lưng phải thẳng, bát phải cầm, muỗng là dơ ngang, mà muốt là vừa tay chứ. Mì đồ không cầm. Ăn mì là phải quấn vô trong đũa, hoặc là để hết vô trong cái muỗng của mình, vừa đủ một cái muỗng là đưa vô miệng. Chuối ăn là phải sắn, không có cầm nguyên trái cắn. Xỉa răng là phải lấy tay che. Đâu có sao đâu, nhưng mà ta nhìn thấy này đời nè. Nhưng mà hãy vừa định phun cái nhớ lại, nó tu chứ gì đâu. Phản quan tự kỷ. Cho nên thí dụ như thậm chí mình đi đường khạc nhổ phun, người tu không có phun như vậy. Nếu mà lỡ mình mặc, mình có đàm có nước gì mình muốn chai, phải khom người xuống đưa miệng mình gần đất nhổ chứ không có phun. Mà nhổ là phải kiếm chỗ khuất nhổ nữa, chứ không có được nhổ chỗ nào mà người ta sanh cái tâm gớm nhòm cũng không nên. Lên chánh điện á, thấy miếng rác á, thì phải ngồi xuống lượng. Ví dụ quý vị xếp tòa cụ nè, ngồi xuống chỉnh chân bàn.
bây giờ đó quý vị mà ngồi cái bộ đòn này nè, ngồi cái gối này nè, khi mình ngồi xuống rồi, ngồi xuống rồi, lúc đứng dậy đó, hai cái tay mình đưa ra phía sau của cái gối vỗ, hai cái tay vỗ nó lên. Phải, và ví dụ như mình đưa cái tay ra phía sau á, phải không, mình vỗ vậy nè, tại sao biết không, để nó có hai cái ấm. Đứng dậy xong rồi ấm quá rồi. Ai chưa hiểu ý cần làm thử cho coi. Oai nghi đến mức như vậy, oai nghi đến mức như vậy. Khi mình ngồi cái tọa cụ xong rồi, mình nhõm cái người mình dậy là hai cái tay mình vỗ, lấy tay vỗ, vỗ cho nó mất cái dấu, không để cho người ta khởi một cái niệm nào. Cái đó mình không có làm cho người ta tác ý. Cho nên ngay cái bài chú chuẩn đề mình tụng Nam Mô Tát Ta Nẫm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẫm, từng chữ mình tụng không để người ta tác ý. Từ cái tướng mình đi đứng không để người ta tác ý. Như vậy là mới mình mới đủ cái gọi là gieo duyên. Mà cái mà chúng ta gieo ở trong tâm thức mình là chủng tử, chủng tử của sự giác ngộ. Vì vậy mới gọi là Phật tử. Phật tử nghĩa thường là đệ tử Phật, nghĩa sâu là hạt giống làm Phật, chủng tử để làm Phật. Cho nên gọi là Phật tử. Cái nghĩa cao đẹp, cái nghĩa sâu sắc của chữ Phật tử là mình có chủng tử giác ngộ, hạt giống giác ngộ giống Phật. Còn cái nghĩa thường là đệ tử Phật. Mình chỉnh toàn bộ bồ đòn cũng giống như mình nhảy đầm. Ngồi khom người xuống. Cho nên Pháp Hòa mà thấy mấy chú mà mỗi lần đứng dậy mà lấy cái chân mà khều khều là Pháp Hòa không thích. Đó không phải tướng của người tu. Khi mà mình lên bàn Phật cũng, quý vị cầm cái nhang cũng vậy. Cầm trước khi mình thắp cái nhang, đưa cái nhang lên mình phải nhìn cái nhang cái, coi cây nhang này nó thẳng chưa. Nếu nó chưa thẳng thì lấy cái tay á, bẻ mà bẻ theo chiều của nó, chứ phải cầm cái rụt như vậy. Lấy cái bàn tay của mình chỉnh, giống như ta chỉnh xương mình vậy đó. Chỉnh lại cây nhang cho nó ngay mới thấp. Rút cây nhang mà nó không vòng cũng để như vậy, rồi cắm vô nó quẹo tới vậy đi. Cho nên quý vị làm sao Pháp Hòa, cái Pháp Hòa muốn nói là đại chúng ráng thực tập cho được cái chuyện gieo duyên trong cái ti ti hàng sống của mình, chứ không phải cái chuyện đắp y lên ngồi đây. Cái này là ai cũng thấy rồi, nhưng mà cái thật tướng của mình là nó ở cái chỗ mình ngủ á. Cái chân tướng mình là ở cái chỗ đời sống hàng ngày của mình. Thí dụ mình gấp thức ăn, mình dù mình khởi niệm một cái này ngon, gấp khá một chút, không có tội gì hết, nhưng mà một chút đó cái mình dừng lại, nguyện ăn trong chánh niệm và gì lường chừng mực, phía sau mình còn cả mấy trăm người, thôi vừa miếng cái đã, bao nhiêu đó thôi. Quý vị sẽ, Phật dùng cái từ này trong kinh là hoan hỷ tự vui. Mỗi lần mà mình thắng được cái tham của mình, sân của mình, si của mình, hoan hỷ lắm. Con đã vượt được một chướng ngại. Chỉ cần như vậy suốt đời của mình thôi.
mình là đệ tử xứng đáng của Phật. Mình xứng đáng nhận mỗi bữa ăn này. Bữa nào cũng muốn thay đổi món. Ăn cũ là đã ngán rồi, mà tật cũ không sửa. Hơn thua chi với chính mình. Mình đây phải thì phải hơn mình của ngày xưa. Mình ở nhà y hệt, vô đây y chang, mà lúc nào cũng đắp y nâu, và ai nhìn mình cũng y thinh, và không chừng người ta nhìn mình y hệt. Rốt cuộc một đống y mà không y nào y cà sa giải thoát hết. Thôi hết giờ. Thưa đại chúng, tất cả những gì Pháp Hòa nói đều từ một tấm lòng thương. Pháp Hòa không hề có một cái ý là trách móc phiền hà ai hết. Tất cả đều từ cái lòng thương của Hòa. Pháp Hòa muốn cho đại chúng tu phải cho khá. Đã 15 khóa rồi mà mình không có một cái khóa nào mà nó hơn cái khóa trước hết thì nó uổng. Khóa này cũng giống khóa tôi, khóa nào như khóa này thì nó uổng đi. Mong đại chúng hiểu được cái tấm lòng của Pháp Hòa mà không có buồn phiền chi khi Pháp Hòa có sự nhắc nhở này. Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta nhìn quán lại đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái phước. Một cái phước lớn là chúng ta ở một cái nơi chốn hiền lành, không có những cái thiên tai bão lụt, hay là nói tóm lại là một cái quốc độ mà không có những cái xấu ác quá đáng. Và cái gần nữa thì là chúng ta có ăn mặc đầy đủ, mà có thể nói là quá đủ nữa, chứ không phải là chỉ cái đủ thường. Thí dụ như người ta ăn xong, người ta có một món la sát dessert là đủ rồi, là người ta coi là đủ phải không? Còn mình là không bữa ăn nào mà dưới 5 món dessert. Mình nói ví dụ vậy. Thành thử là khi mà mình, nếu mà nói về ở cái mặt phước á, mà đôi khi chúng ta cứ nói là tôi không có phước. Mình đừng nghĩ như vậy. Thật sự ra là mình có phước, nhưng mà có điều là ít hay nhiều. Mà phước đó loại phước nào? Phước về vật chất hay là phước về ở cái mặt tình cảm? Có nhiều người, người ta thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà ngược lại gia đình người ta đầm ấm hạnh phúc. Có nhiều người gia đình thì không là, gia đình thì có ăn mặc rất là đầy đủ, nhưng mà ngược lại tình cảm gia đình không có. Hay là có nhiều người có được tình thương của con cái, có nhiều người không. Thành thử ra tất cả đều là cái phước hết. Ngay cả khi mà chúng ta làm chủ tiệm, chủ của một cửa hàng cũng là cái phước. Tại sao người ta cũng làm ăn giống mình mà người ta làm thất bại? Hoặc là người ta làm thời gian rồi là người ta phải nghỉ, còn mình mấy chục năm mà mình vẫn được cái business, một cái công việc mà tốt như vậy, cũng phải nói là cái phước. Vừa rồi có một đạo hữu lên nói kể với Pháp Hòa là bị người ta lường gạt trong công việc làm ăn, mất rất nhiều, nhưng mà đạo hữu không có tiếc. Đạo hữu cảm thấy rằng tất cả đều là cái duyên thôi. Nếu mà mình thôi đã đến lúc, nhiều khi tự mình thu gọn mình không nở, thôi để nó thu gọn giùm mình. Nó thu tổm đi rồi cái là thôi mình không còn gì nữa thì mình phải gọn lại thôi. Chứ nhiều khi tự mình, thí dụ một hai cái cửa hàng mình đang làm vậy đó, biểu một mình tự đóng rồi mình không nở, tại vì mình thấy cũng do mình mở ra làm ăn cũng khá tốt, mà giờ do cái chỗ đó nó phóng đường, nó phải giải tỏa, thí dụ vậy, cái thôi mình phải cam tâm. Hay là giờ cái người làm của mình đó, nó lường gạt mình, nó đem xe tới một ngày nọ chở đi hết trơn, thôi tự mình mất của, tự nó thu gọn giùm mình, cái mình làm gọn lại luôn, mình khỏi có phiền.
Thì cái đó là cũng một cái phước đó, cái phước mà có nhận được, có nhận ra được cái chân lý đó cũng là cái phước. Có nhiều khi á, mình không có cái phước nhận ra đó, mình tiếc rẻ rồi mình buồn khổ, mình sầu đau, mình ghét bỏ, trách móc, ngồi đâu rủ đó, mà thật sự của thì đi rồi, mà ôm lại một mối đau khổ cho tâm hồn mình, thì cái đó đâu đúng, phải không? Thành rửa ra cái phước á, là ở cái chỗ là chúng ta có những điều kiện, từ sự suy nghĩ của mình cho đến những cái đời sống vật chất. Có nhiều người người ta có được một cái nhìn thấu đáo, cho nên việc gì người ta cũng có thể xả bỏ một cách nhẹ nhàng. Cái đó cũng là cái phước của người ta. Tại sao vậy? Người ta xả được nhẹ nhàng thì cái gì khỏe? Cái tâm nó khỏe. Còn mà nếu mà không xả bỏ nhẹ nhàng thì sao? Cái lòng nó khổ, cái tâm nó khổ. Cho nên tại sao có nhiều người người ta nhiều việc rắc rối lắm, nhưng mà thấy người ta cũng bình thường. Tại sao vậy? Thoáng qua rồi thôi. Tại vì người ta thấu đáo được một điều là cuộc đời qua mắt tôi. Hòa thượng Trúc Lâm, tức là ngài Hòa thượng Thánh Từ, ngài có làm bài thơ đó. Chiếc thân tứ đại khói, tức là chiếc thân tứ đại này như khói vậy đó. Sinh hoạt thế gian mây, tức là những sinh hoạt thế gian này như một đám mây, lát đổi này lát đổi khác. Chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây. Thành công gì chùm bọt nước vậy? Thất bại chùm bọt tan. Lợi vinh bông bóng nước, lành dữ tháng mây bay. Tháng ngày cái chớp gió, viên mãn bầu trời không. Bài thơ của ngài rất là đơn giản, mà cái nhìn của một cái người, một vị thiền sư, có lời lẽ không có gì gọi là cầu kỳ cả. Ngài đem những hình ảnh của cái thế gian này để ngài cho chúng ta thấy. Chiếc thân này nè, cái thân chúng ta đang có đây nè, chỉ là một đám khói thôi. Mà thật sự nó đang bốc ngún ngún vậy đó, phải không? Có phải không nè? Rồi một ngày nào đó rồi cái gì đó mình nhìn cho kỹ rồi cái lớp thượng tọa đó, thấy không? Từ từ lên hòa thượng. Rồi lên hòa thượng thì lên bạn. Thì bây giờ mình thấy giống như là một mình ngồi đây nè, cái lớp lớn tuổi, hồi xưa là mình quý trọng quý bác. Pháp Hòa nhớ hồi xưa Pháp Hòa về đây mười mấy năm trước là bà Giác An ở đây nè, thấy không? Rồi bác Diệu Quang nè, bác Diệu Sáng nè, bác Diệu Thảo nè, thấy không? Rồi bác Minh Kính nè, đó. Mấy bác đó giờ từ từ sao? Không còn. Người bệnh, người đau. Đó, rồi quý vị thấy cô Hải Tịnh đó, cô Thu mình đó. Chỉ có một cái bữa ăn chiều trưa chùa thôi, thấy không khỏe vô bệnh viện rồi giờ là nằm chỗ. Thành ra chiếc thân tứ đại khói, rồi cái lớp đó giờ không còn ở đâu hết, bắt đầu lớp hồi xưa ngồi dưới lấn lên. Hồi nãy bà đốc tụi tôi bà nói nếu như có một có nhiều quốc gia người ta dùng nước dầu dừa đó, người ta ủ tóc, người ta ủ tóc một tuần hai ngày, mà cứ như thế mà làm từ lúc một đứa con nít nó còn nhỏ cho đến khi nó lớn á, cho đến nó 70-80 tuổi đầu nó không có tóc bạc. Pháp Hòa nói bác Hòa sẽ về bắt đầu làm ủ tóc. Thì thưa đại chúng là có nhiều khi người ta nghĩ cái phước là gì? Ồ, tôi có ăn có mặc là phước, gia đình tôi giàu có là phước, phải không? Nhưng bây giờ Pháp Hòa chỉ cho đại chúng thêm cái phước nữa. Mình thấy khi tâm của chúng ta biết nhận ra những lẽ thật của cuộc đời mà nhẹ nhàng trước mọi việc, mà xả bỏ mọi việc cũng là cái phước. Tại sao cái việc đó người ta chấp trước, người ta đau khổ mà mình lại nhẹ lòng được như vậy? Phải nói là mình có cái phước được suy nghĩ, được thấu đáo, được nhẹ lòng, không chấp trước. Cho nên cái phước vật chất, cái phước của sự suy nghĩ, tư duy nữa. Nếu nói theo nhà Phật á, thì cái đó là cái người mà có dùng vận dụng trí tuệ quán chiếu. Còn nói đơn giản thôi, nói đơn giản là gì? Tôi có phước, tôi biết suy nghĩ đơn giản. Có một lần nọ mấy đứa nhỏ nó chơi với nhau, nó cứ thấy cái xấu của nhau mà, thì nó lên nó cứ hét Pháp Hòa, nói sao tụi con á không có cái phước nhìn cái tốt của người khác. Có nhiều khi mình phải nhìn mình, nói là mình, ủa tại sao người thiên hạ người ta cũng có cái tốt chứ sao mình không thấy? Cứ thấy cái xấu của người ta không à? Vậy thì thấy cái xấu của người ta là mình mất phước rồi,
không có phước. Giờ có phước thấy cái tốt người ta đây chi, để mình học. Vậy cho nên đó, bất cứ một người nào trên đời này họ được một cái gì đó, đừng có ganh với người ta, mà phải nói là cái đó cái phước của người ta huân tập. Bây giờ mình muốn được vậy không? Mình học làm giống vậy. Ở đời này không có cái gì mà tự nó có thể có. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái chú đó, bây giờ chú khỏe ghê vậy đó, ăn tiền già, thấy không? Rồi đời sống thoải mái, con cái nên người, đâu phải bình thường. Họ mới qua đây nè, vợ chồng làm 2-3 job, đầu tư cho con cái đi học, rồi khuyến khích con cái học hành, nhắc nhở con cái học hành. Ngày nay con cái họ nên người, thành đạt. Mà phước nữa đó là gì nữa? Là họ cố gắng tiện tặng, không có ăn xài phung phí, vân vân. Nhìn mình mới Việt Nam mới qua, nhìn gia đình nó sao khá quá. Mình đâu có biết 30 năm trước, 40 năm trước người ta đã cơ cực cỡ nào. Nhưng mà trong cái cơ cực đó, người ta có cái phần biết tư suy nghĩ, tư duy để người ta đầu tư cho một cái tương lai. Thành thử mình nhìn cái đó, mình nói cái tới phước. Cái phước đó do người ta huân chứ không phải tự nhiên mà có. Cho nên á, ngay cả cái ông Ngọc Đế mà chúng ta thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói theo người Hoa, hay là nói theo người Hoa là Ngọc Đế hay là Đại Đế, cũng là cái phước. Làm vua cũng phải có phước, thấy không? Nhiều khi nhiều ông vua có cái phước hữu lậu thôi, tức là được làm vua, nhưng mà không có cái phước là có được trung thần. À, ổng được làm vua nhưng mà ổng không có cái phước có trung thần, toàn là tôi nịnh, cho nên cái phước nó giảm. Gặp ổng thì thích xài, gặp người này thì thích đốc, phải không? Một bên dám xài, bên dám đốc nữa, hay. Thành thử ra làm vua cũng là phước, nhưng mà tùy theo cái phước của họ. Rồi khi mà họ có cái phước đó, họ biết làm phước nữa không, để tăng cái phước đó. Cũng giống như quý vị nuôi giấm, gầy được một con giấm. Rồi nếu mình muốn có thêm nữa thì gì? Phải nuôi nó nữa, phải lấy chuối thả vô để nuôi con giấm đó. Lâu ngày mình được nhiều con giấm, mình cho người khác. Nói chung là mình có một cái cây mình thích và ai cũng thích, thì mình viết kiết nó ra nữa. Thì từ ở cây đó nó chia chẻ ra được nhiều cây nữa. Rồi riết là từ 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 ai cũng có cây đó, mà hỏi ra thì từ một cái gốc phước đó. Cũng như thế, phước là một điều kiện chúng ta có, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết tiếp tục gieo cái giống, gầy cái giống phước đó hay không. Ví dụ bây giờ mình có cái phước có ăn, mà chẳng những có ăn mà biết nấu nữa, mà chẳng những biết nấu mà nấu ngon nữa. Tại nên mình mới biết là nó trùng như thế nào. Có nhiều người biết nấu nhưng mà ở cái hoàn cảnh là không có những cái vật dụng để mình được nấu, hay là người thích nấu mà nấu dở không ngon. Tại cái người mà biết nấu, rồi có nhiều người á, ăn thì biết ăn nhưng không biết thưởng thức. Cho quý vị thì nhớ là biết ăn thì ai cũng ăn hết á, nhưng mà cái quan trọng là có cái phước biết thưởng thức không. Mà người biết thưởng thức là không bao giờ chê. Tại sao? Vì cái nào nó có cái ngon của nó. Ví dụ như ăn nước cốt dừa, trời sao béo như vậy? Ủa, nước cốt dừa mà không béo là ăn gì? Ví dụ vậy. Cho nên cái gì nó mình... Hôm rồi đó, có một anh Phật tử đi với Pháp Hòa, thì khi trên xe ngồi nói chuyện, thì Pháp Hòa ảnh nói qua câu chuyện gì đó, thì cuối cùng Pháp Hòa nói là có nhiều người trên đời này biết là một việc, nhưng mà hiểu là một việc nữa. Hai cái đó khác à. Mình biết mà mình hiểu nữa. Thí dụ giờ hỏi, mình nhìn cái món gỏi, biết ngon gỏi, nhưng mà không hiểu cách họ làm. Ủa làm sao mà chua ngon vậy? Chắc cái này ngâm giấm không ha? Nào, ngâm giấm là nói đơn giản, nhưng mà thật sự khi mà muốn làm gỏi đó phải pha giấm với cái gì nữa để cái cọng gỏi đó giòn và nó chua, mà nó chua ngọt, nó chua có vị, chứ nó phải là nó chua lè. Thành thử ra trong cuộc đời này có nhiều khi biết là một chuyện mà hiểu nữa. Thành thử ra know and understanding, hai cái nó khác. Knowing, understanding, mình biết thôi nhưng mà mình chưa hiểu. Mình thấy người đó, mình biết người ta khổ đó mà không biết hiểu, chưa hiểu khổ làm sao. Thành thử khi mình thấy họ, mình biết ôi bữa nay sao mặt nó không có mùa xuân vậy.
tôi chào nó không chào, tôi ghét lần sau không chào. Nhưng khi mình hiểu rồi không có giận. Ồ thì ra người ta có chuyện gia đình, ta có chuyện gì đó, ta bệnh hoạn chi đó. Cho nên cái hiểu rồi đó thì tự nhiên không giận, không buồn. Mà khi mình hiểu rồi không giận, không buồn thì mình nâng đỡ người đó, giúp đỡ người đó thì cái phước nó có. Cho nên trong cuộc đời này ngay cả mình cũng vậy. Nhiều khi khổ đau mình nói ra không được mà người ta nhìn mình ta hiểu, người ta trong cái thầm lặng ta ủng hộ cho mình, có phước đó. Mình có phước mình được người khác hiểu mình. Mình không cần nói gì mà ta hiểu mình. Có nhiều khi mình có cái phước nè, không bao giờ cần phải nói là tôi thích ăn gì. Nhưng mà lúc nào người ta cũng làm những món ngon để cho mình ăn, đó là cái phước. Pháp Hòa nói như vậy đó để đại chúng nhận ra, nhận ra rằng mình hoàn toàn có phước, nhưng mà ít nhiều và do mình phát triển cái phước đó. Mình phát triển cái phước đó như thế nào? Ví dụ bây giờ mình được ăn phải không? Đừng có khen chê, ăn biết thưởng thức. Nó mặn nó cũng có cái ngon của nó. Mặn thì ăn ít một chút, lạc thì ăn nhiều một chút, vậy thôi. Còn không thì mình gia giảm sau đó tùy mình. Nấu ăn hay là nói chung là cuộc sống là nghệ thuật. Thậm chí xin lỗi, tóc mình chải mình cũng phải gia giảm thêm thắt chứ. Chải xong phải thêm cái nơ. Quần áo mặc phải thêm cái khăn, cái cà vạt. Giày cũng phải thêm. Nói chung là cái gì cũng phải có cái chút thêm thắt ngò tiêu đồ lên. Để cho nhìn có nó đặng đặng. Thì cũng vậy thôi. Quan trọng là chúng ta có cái phước biết nhìn để chúng ta gia giảm. Quan trọng là chúng ta có thấy được cái phước để chúng ta sống như thế nào. Mình có cặp mắt, có phước đó. Nhưng mà giờ dụng cặp mắt này làm sao? Để cái phước nó tiếp tục nữa. Mình có cái miệng nói chuyện tốt, âm thanh khá tốt, thì phải nói như thế nào để cái phước về cái âm thanh đó. Có nhiều vị văn chương rất hay, nhưng ngược lại cũng có cái giọng, lên nói cái giọng nghe nó không truyền cảm. Mà chữ nghĩa thì rất hay, có thể viết lách. Có nhiều thầy á, học rất giỏi, nhưng mà lên đứng như một giáo sư dạy học thì dạy được, mà lên ngồi bàn như một vị giảng sư nói không được. Nói không hết bài nói. Mặc dù vị đó hiểu biết rất nhiều. Thành thử mà biết mỗi người nó có cái duyên, cái phước. Ở đây Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng như vậy, để chúng ta có khái niệm về cái phước. Và chúng ta phải nhìn rằng những người xung quanh ta hay bản thân ta, nếu chúng ta có được cái gì đi nữa thì chúng ta phải biết rằng đó là một phần phước của mình. Hôm nay Pháp Hòa muốn đọc một bài kinh cho đại chúng nghe. Ở trong kinh đó Đức Phật có kể là một câu chuyện, nói chung là có một bài kinh ngắn nói về cái phước của một vị thiên chủ. Thiên chủ tức là bây giờ mình nói là thượng đế đó. Thì dân chúng ở cái vùng mà gọi là người Lichavi đến lễ Phật, hỏi Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết thiên chủ Saka không? Saka là tiếng Phạn và được dịch là thiên chủ, được dịch là ngọc đế, thượng đế, vân vân. Đức Phật trả lời: Này Mahali, là một tên một vị đó, ta biết Saka và các pháp tác thành Saka. Chẳng những tôi, Đức Phật trả lời, tôi biết vị thiên chủ đó, mà tôi biết lý do nào, cái pháp nào, cái do duyên do nào vị này được làm thiên chủ. Chính do chấp trì các pháp ấy, Saka được địa vị thiên chủ. Do cái vị này biết giữ những cái này cho nên vị này được làm thiên chủ. Và bài kinh như thế này: Này Mahali, thở xưa khi thiên chủ Saka còn là người, vị này chấp trì và thực hành 7 cấm giới. Thế nào là 7 cấm giới? 1. Trọn đời hiếu dưỡng cha mẹ. Thì Đức Phật nói, chẳng những tôi biết cái vị thiên này, tôi biết vị thượng đế này, mà tôi còn biết được cái nguyên do nào ông được làm thượng đế.
Một là ông này lúc chưa làm Thượng Đế còn là người thường, biết giữ gìn một cái pháp gọi là gì? Hiếu kính cha mẹ. Trong kinh gọi là hiếu dưỡng. Chữ dưỡng á, là mình nuôi. Nhưng mà nuôi ở đây á, nó có hai cách nuôi. Nuôi vật chất, nuôi tinh thần. Cũng giống như hàng ngày chúng ta vậy đó. Nuôi con là dưỡng đó. Dạy con là giáo, cho nên gọi là giáo dưỡng. Mà mình muốn giáo dưỡng con là dạy nó. Thí dụ nó hỗn phải chỉnh nó. Thí dụ Pháp Hòa thấy mấy đứa nhỏ nhiều khi đưa gì cho người lớn đưa tay. Mà cái người Việt của mình là không chịu vậy, hai tay. Cho nên bắt nó đưa hai tay. Thì bắt đưa hai tay thì là giáo. Dạy cho nó biết cái làm cái gì phải hai tay. Ví dụ như nó ăn, nó cầm nó đũa lên, nó ăn mình không mời, mình dạy nó. Lần sau con ăn, con phải khoanh tay hay chắp tay, con mời ông bà, cha mẹ dùng cơm. Tại cái đó là văn hóa của mình. Và cái văn hóa của mình là trường hợp như vậy gọi là dưỡng, là giáo. Mình cho nó cơm ăn là dưỡng thôi. Cho nên chính chữ cù lao đó. Hôm trước mà có nói đây, chính chữ cù lao là cúc, dục, dưỡng đó. Mấy cái chữ đó là đều tượng trưng cho chính cái cách mà chúng ta nuôi dưỡng con trai. Thở đây á, không phải là hiếu dưỡng con cái mà hiếu dưỡng mẹ cha trọn đời. Thứ hai là trọn đời tôn kính các bậc gia trưởng. Gia trưởng ngày xưa đó là tại vì trong nhà ai cũng có một cái người lãnh đạo gia đình. Bây giờ mình nói bây giờ là người gia chủ. Nhà nào cũng phải có một cái người chính, giống như chùa phải có trụ trì. Gia đình phải có một người làm chủ nhà. Để làm chi? Để người đó phán xét quyết định mọi việc. Cửa tiệm á, phải có một chủ tiệm. Còn nếu mà chủ tiệm không có là phải có cái người sếp ở trong đó, mình gọi bây giờ là manager, hay là cái người mà quản lý ở đó. Nói chung là bất cứ ở đâu phải có một cái người đứng ra chịu trách nhiệm quản lý chỗ đó. Những gia đình giàu á, ngoài chủ nhà ra có quản gia. Quản gia là gì? Là cái người cai quản cái gia đình đó. Thì nói tóm lại, chúng ta sống, chúng ta biết tôn trọng gia trưởng. Ví dụ như mình tới chùa, trên có trụ trì, dưới có tri sự. Tri sự tức là giống như phó trụ trì vậy đó. Mặc dù không là phó trụ trì, nhưng mà cái người gia chủ, tri sự là người biết hết tất cả mọi việc lớn nhỏ trong chùa. Rồi đối với tất cả đại chúng, những người xuất gia trong chùa đó có một cái vị gọi là quản chúng. Quản chúng tức là quản lý tất cả những thành viên sống trong ngôi chùa đó. Ai đi đâu, giờ nào, về lúc nào, vị quản chúng phải biết. Bệnh duyên gì, vị quản chúng phải biết. Vị quản chúng phải báo cho tri sự. Cho nên trong mỗi bộ phận nó có một người quản lý. Mà mình đến đâu mình có cái sự gọi là gì, kính trọng như vậy thì tự nhiên mình an toàn. Vì vậy mà trong cái truyền thống của người Á Đông mình, muốn vô nhà nào ở, mua cái nhà mới, trước hết phải làm cái dĩa trái cây, bình hoa, cúng. Cúng ai? Chúng ta thường gọi là cúng đất đai. Cúng cái vị mà chủ đất đó. Có vị mới hỏi Pháp Hòa chứ, cái đó có thật không mà cúng? Pháp Hòa nói thật giả Pháp Hòa không biết tại chưa gặp. Nhưng mà theo Hòa nghĩ vậy nè, mình làm một cái gì, thí dụ một dĩa trái cây đâu có bao nhiêu đâu, để ra chừng 10 phút mà cúng vậy đó, tự nhiên cái tâm mình nó yên. Và đồng thời mình thấy rằng mình sống có trên trước, có thủy chung. Mình đến một cái chỗ đất mới mình ở, mình trình: hôm nay con dọn vô nhà mới con ở, nơi này mới con mới vào, con xin dâng hương hoa trình cho chư vị đất đai thổ địa ở đây. Thật sự mình nói khơi khơi như có ai nói ừ được á, ta nhận. bỏ đi liền không dám ở đâu. Nhờ họ im lặng không nói gì hết á, mình mới yên tâm là ở đó. Nhưng mà thật sự ra cái dĩa trái cây, một lời thư gửi đó không có gì hết á. Nó chẳng có là gì, nhưng mà nó nói lên được cái tinh thần mình sống
mình biết trên dưới, biết trước sau, có thủy có chung. Cái người dọn ra là chung, còn mình mới vô là thủy. Mình ở cho tới ngày kết thúc mình dọn đi. Chữ thủy là khởi đầu, chữ chung là kết thúc. Thấy không? Vợ chồng mà sống chung thủy hay là thủy chung là vậy đó. Nghĩa là lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng sao đó thì đến cái phút cuối cũng vậy. Lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng, ở mấy chục năm hiểu nhau quá quay cuồng trốn đi. Cho nên có thủy có chung là vậy đó. Cũng giống như mình dọn vô một cái chỗ mới, làm quen với hàng xóm, chiên chả giò. Người mình là dụ mấy người Tây chả giò mà. Chiên chả giò qua biếu, tôi mới dọn tới đây. Mà nhiều khi mình đi chơi, đi holiday tuần lễ, nói với người hàng xóm, coi nhà giùm tôi, tưới cây giùm mình, cắt cỏ giùm mình, xúc tuyết giùm mình, thậm chí dòm nhà tôi có ai lạ, rồi thậm chí nhờ họ nhận thơ giùm mình nữa. Thế nên quý vị thấy là mình sống qua hàng xóm gì? Thì mình cứ nghĩ trong cái tâm linh đó, mình dọn vô cái chỗ đó cũng có các vị chủ đất. Mình không có mê tín, nhưng mà ở đây nó nói lên cái tâm. Cái tâm biết tôn trọng người còn kẻ mất, người khuất kẻ hiện tiền. Cho nên trong cái là trong cái bài kinh Từ Bi nó có câu đó, nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, dù lớn hay nhỏ, dù xa hay gần. Những loài ở gần, những loài ở xa, những loài chưa sinh, những loài sắp chinh, những loài đã sinh, những loài có mặt, những loài không có mặt, nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào. Đừng ai xem thường tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Cho nên mình đi xa mà nhờ hàng xóm yên tâm lắm, có hàng xóm coi ngó giùm mình. Mình sống làm sao mà hàng xóm xúc tiết đúng ngay mí thôi. Bây giờ qua ta lấn qua chút mình là biết là đó, thiếu chả giò đó. Mình thiếu lân mẫn. Cho đâu đôi khi thỉnh thoảng qua xúc tiết cho họ. Những người già sát bên mình xúc tiết cho người ta. Nhưng mà rồi á, mình xúc tiết cho người ta, nhưng mà người ta sẽ bù lại cho mình việc khác. Tại vì người ta già, ta xúc tiết đâu có nổi, thì người ta sẽ đáp mình bằng một cái khác là người ta ít đi đâu, mình cứ đi thoải mái đi, người ta ở nhà ta dòm ngó nhà giùm mình, thấy ai lạ lạ vô người ta còn bấm 911 giùm mình. Ví dụ vậy. Cho nên cái tôn kính gia trưởng ở đây nó muốn nói lên cái sự tôn trọng. Đến chùa có trụ chùa, hay mình đến trong bếp chùa có cái người coi sóc về cái bếp đó, muốn phải muốn làm gì mình làm. Mình cái người người ta có một cái chùa hay là ở đâu người ta có một cái vị trưởng nhóm đó. Thí dụ giờ mình tới mình muốn tưới cây trong một cái chỗ công cộng đó, mình hỏi ai là cái người chịu trách nhiệm về vườn cảnh ở đây, thì người ta chỉ dẫn cho mình làm việc đó. Bất cứ việc gì mình làm. Cho nên người Mỹ họ rõ ràng lắm. Thí dụ như quý vị đi nhà băng, quý vị chỉ deal với họ những cái gì mà cái teller gây đó, là hỏi qua visa nó nói ồ cái này là department khác nè, quý vị phải đi qua cái department của visa quý vị nói chuyện. Họ chỉ có thể check cái balance cho mình, nhưng mà họ không thể giải quyết gì về cái vấn đề cái visa đó hết. Ta thành thử ra mỗi nơi nó có một cái department, nó có một cái người chủ của department. Ngay cả mình mở business account manager, muốn nói về business phải gặp một cái người chuyên về business. Một cái personal account thì cái người chuyên về cái đó. Phần nào nó có phần đó, nó không có lộn xộn. Vì vậy cho nên cái chữ tôn trọng ở đây là để làm gì? Kính trọng gia trưởng là một cái từ chung. Như ở đây muốn nói lên tất cả những người lãnh đạo từng cái bộ phận nào đó, chúng ta phải có cái sự tôn trọng. Để làm gì? Nhờ như vậy nó mới ngăn nắp, nó mới trật tự được. Dù mình tới nhà bạn mình chơi thân cỡ nào là thân, nhưng muốn làm gì phải hỏi người ta ăn tiếng. Cái điều đó đương nhiên thôi. Thậm chí người ta mời mình đi ăn mà muốn dẫn thêm người bạn phải phone hỏi người ta. Chị mời tôi ăn mà giờ có người bạn tới chơi đột xuất rồi, tôi dẫn tới đi ăn chung được không? Tự nhiên đâu không hỏi không hang gì, xách người đó vô. Thì người ta không thoải mái, thì tự nhiên người ta cảm thấy thiếu sự tôn trọng. Cái đó cái phước. Cái phước hiếu dưỡng cha mẹ, cái phước mà biết kính trọng người khác.
Mà ở đời hãy mình kính trọng người khác thì người khác kính trọng lên mình. Có cái ông đó đó, hai vợ chồng ông ngồi ông chuốt hai cái dĩa bằng hai cái tô gỗ, hai cái muỗng gỗ, rồi đóng cái bàn gỗ nhỏ nhỏ vậy đó. Thằng con nó mới hỏi: ủa ba má làm cái gì vậy? Nói: ông nội bà nội con nó già cả rồi, ăn uống đổ tháo tùm lum, mỗi lần ăn chung với ba mẹ gớm lắm. Giờ ba mẹ đóng cho cái bàn nhỏ nhỏ với cái tô bằng gỗ nè, cho hai bà nội bà ông bà nội con ra ngoài góc nó ngồi ăn, khuất mắt ba mẹ ăn cơm cho ngon. Thằng con nó mới nói: ồ ba mẹ sau khi ông bà nội mà xài xong ba mẹ đừng có bỏ chén đó nghe không. Nó hỏi: chi vậy con? Nói: để nữa ba mẹ già con xài lại khỏi mất công con làm cái khác. Thì cái câu chuyện đó nó nói lên cái gì? Cái nhân quả đó. Đó. Cũng giống như cái ông đó, ông nói thằng con hỏi: ba đóng chiếc xe bằng gỗ làm gì ba? Nói: bà nội con á, già cả rồi, khó khăn rồi, dơ bẩn tùm lum hết á, ba chịu không nổi, giờ bà đóng chiếc xe gỗ bà đẩy bà vô rừng bà để trống vậy đó. Thằng con nó nói: ba để xong rồi ba xách xe về cho con, mà đừng bỏ. Hỏi chi con? Để nó mai mốt ba già con đẩy ba con khỏi đóng chiếc mới. Thật sự ra con nít nó đâu biết gì đâu, mình nói nó hiểu câu chuyện vậy thì nó nghĩ là một ngày nào đó ba già nó cũng sẽ tới cái chỗ này nè, thì con làm vậy đi khỏi mất công. Thành thử ra ba xài mấy cái đó ba để lại cho con. Thì ông già ông nghe xong thì ông tỉnh. Nhiều khi một đứa con nít á, trong một cái lời nói vô tình của nó khai thị cho mình mà chính mình không hay. Thí dụ như mình biểu con ơi, hồi nãy má dẫn con đi chợ đó, má mua cái đó 30 đồng, lát về là ba hỏi con nói 2 đồng thôi nghe không. Nó, ủa sao mẹ dặn con không được nói láo. Nó hỏi một câu nói rất đơn giản như vậy, cái tự nhiên mình giật mình. Cái đôi khi mình vô tình ha, mình nói những cái câu chuyện gì đó, mình dạy nó câu chuyện gì đó. Cho nên cái giáo đó, cái giáo là ngay chỗ đó đó. Dạy con từ thuở còn thơ là ngay cái chỗ đó. Cho nên đệ tử trong chùa mà họ mới vô tu, ngay từ đầu là mình phải có một cái nghiêm khắc nào đó, một cái quy định nào đó. Chứ hãy để có một lần á, có một vị hòa thượng dạy nè: cái gì mà mình đừng cho nó làm á, thấy không, thà là đừng có từ đầu. Xiết nó quá thì nó đòi hỏi, mà cho nó hưởng quá đó, mà mai mốt rút lại nó chịu không nổi. Chứ quan trọng là mình có được cái nhìn là ở chừng mực nào. Ví dụ cho nó đi chơi, nhưng mà không phải chơi xả láng, mà cũng không nên không cho nó đi chơi. Tại vì không cho nó đi chơi thì nó có cái tâm gì? Muốn biết, tìm hiểu. Còn cho nó chừng mực thì nó vừa. Thứ hai là hiếu dựa, thứ hai là tôn trọng gia trưởng, thứ ba trọn đời nói lời nhu hòa. Con người mình á, tạo nghiệp ở ba chỗ: thân, miệng, ý. Mà đối với cái miệng á, nó có 4 cái lỗi: chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối, đâm bì thóc, thọc bì gạo, cái đó là lưỡi 2 chiều, nói lời thô ác, chửi rủa, mắng xả là ác ngôn hay là ác ngữ. Ở đây ngược lại, chúng ta phải nói lời nhu hòa. Hồi nhỏ và nhớ có nhiều khi cha mẹ chửi con, chửi nhiều cái từ nặng lắm, mà nó thành một con thói quen. Một gia đình chửi con vậy rồi nó thành ra nguyên một cái làng xóm, ai chửi con cũng gụng từ ngữ đó. Ở đây mình ít, không biết có không, tại vì mình không nghe. Tại nhà nào chửi nó cũng đóng cửa hết trơn, không có phải mở cửa như Việt Nam. Ở Việt Nam sáng ra là mở cửa hết trơn, cho nên chửi một đứa làng xóm từ trên dưới biết hết. Nhưng mà nói tóm lại là chúng ta không nên dùng những cái từ ngữ nghe nó có vẻ nó ác quá. Chửi rủa mắng xả người khác, nguyền rủa người khác, mà phải ngược lại, phải nói lời nhu hòa. Thì cái vị Ngọc Đế đó, cái vị Thiên Đế đó, được cái phước làm thiên chủ nhờ dùng cái từ ngữ nhu hòa.
Cái kế đến là không nói lời hai lưỡi. Như nãy bà nói, hai lưỡi là gì? Không phải là có hai cái lưỡi gắn vô gắn ra để nói chuyện, mà hai lưỡi là tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo đầu kia, mà lúc nào cũng làm cho hai bên tranh đấu với nhau. Và nhiều khi á, cái đó là một cái nghiệp, một cái nghiệp. Cứ đi tới đầu này nói theo chuyện đầu này, nói đầu kia, mà lúc nào cũng gây sự xào xáo, mà mình cảm mình không thấy cái đó là cái sai. Cái đó hồi sáng mình học tham sân si, đó là một dạng si mê. Mà chính si mê cho nên mới tạo nghiệp. Con người mà ngược lại với si là minh, là tỉnh. Mà người tỉnh thì sẽ giảm nghiệp, chứ không có dám nói là hết nghiệp ha. Nhưng mà cái người tỉnh á, người ta sẽ giảm nghiệp, hoặc có giỏi hơn nữa là người ta dứt những cái nghiệp đó. Cái nào mà có thể dứt được người ta dứt, cái nào mà không là người ta giảm. Chứ người ta không dám những cái lời nói mà nó nặng hơn nữa. Cho nên cái nghiệp của cái miệng mình đó, ớn lắm. Nói dối nè, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác. Trọn đời tâm xa lìa cấu uế và sang tham. Cấu uế là tâm dơ bẩn. Sang tham nghĩa là mình bủng xỉn keo kiết. Thưa đại chúng, trong kinh nói sang tham nó có 5 loại. Một là sang tham chỗ ở. Thí dụ như mình đi tới đâu đó, mình ngồi trong xe, thật sự ra chỉ thêm một người nữa thôi, mình nhích một chút nữa đó, có thể ngồi đó, nhất định không cho lên. Không, chẳng rồi, đủ rồi, không cho lên. Mà trong khi đó còn có người, rồi mình làm cho người ta rất là khó giải quyết. Một người này giờ nhét đâu, mà trong khi đi một đoàn bây giờ lè lọt ra một người. Cái người mà tổ chức người ta rất là khó biết xử sao. Mà ta không dám ép ai hết á, ta xin phép cho thêm người, mà giờ mình không cho lên rồi làm sao. Cho nên rồi làm rất là khó xử cho những cái công việc mà nhiều khi chỉ một chút xíu, chỉ cần mình nhích một chút là ra cái chỗ ở thôi, chỗ ngồi thôi. Có nhiều vị trong khóa tu cũng dễ thương lắm. Bây giờ năm nay đông quá, mà người ta tới mà coi như là đăng ký giờ phút cuối không. Thôi, nếu mà vị đó không ngại, còn xe nửa cái giường, còn nằm sát vô trong, ngã lưng dài tiếng đồng hồ đêm đâu có sao. Thật sự ra một cái câu nói như vậy thôi, nó nói lên được cái tâm. Thật ra nhiều khi cái chỗ ngồi mình nhìn mình biết có thể ngồi được chỗ nữa đó, nhưng mà nhất định không cho. Sang tham có 5 loại ha. Sang tham chỗ ở. Thứ hai là gì? Sang tham gia đình. Sang tham gia đình là sao? Nghĩa là nhiều khi á, mình không có cho người thân của mình phụ giúp ai hết trơn. Mà có nhiều người thì khác á, thấy người ta khổ mà con mình giúp được, con ráng giúp cho vị đó đi. Nhưng mà có nhiều người thấy con mình giúp khác chửi sao? Ngu, khôn nhà dạy chợ, vân vân, không có cho con mình giúp. Mà mình đâu có biết rằng cái đó là cái phước. Mình phải mừng là con mình nó sống mà nó biết thương người khác, nó biết lân mẫn người khác, nó giúp đỡ người khác chứ. Hoặc là ngược lại, mình thấy gia đình người khác hạnh phúc, mình ganh tị. Hoặc là mình đâm thọc cho cái gia đình nó luôn luôn xào xáo. Mấy cái đó đều thuộc vào cái này hết. Cái thứ ba là gì? Lợi dưỡng. Sang tham lợi dưỡng. Lợi dưỡng là gì? Tức là cái gì mà nó có thể nó tư lợi để mà nó giữ dung dưỡng cho mình là mình làm. Ví dụ như mình đi làm trong hãng, mình lấy một cái phần nào đó của chung làm tư lợi, lợi dưỡng cho mình. Hay là mình làm việc gì cho ai là chắc chắn có lợi dưỡng mình mới làm, còn không là mình không làm. Là sang tham. Sang tham tán thán. Người ta nhiều khi người ta giỏi vậy mà không bao giờ khen. Có gì đâu khen. Có gì đâu hay, tôi làm cũng được nữa.
Thật sự một lời khen đâu có gì, nhưng mà làm cho người ta phấn chấn tinh thần, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, người ta chịu khó người ta làm cho mình. Quý vị thấy con nít đó, ăn thôi mà nó còn hai muỗng cơm đó, nó không chịu ăn, mình khen sao? Trời, con giỏi quá, con quá giỏi đi, cho con ăn hết muỗng này là con nhất luôn. Nó nghe vậy cái nó ăn. Và nhiều khi quý vị thấy mấy người mà ta chạy marathon đó, ta chạy từ từ từ, mà khi nào mà gần tới đích đó là ta cố gắng. Mà người ta tới được đích là nhờ cái sự cổ vũ bên ngoài, vỗ tay lên cho người ta lên tinh thần tán thán. Hồi đó có một cái con ếch đó, nó té xuống giếng, rồi nó cố gắng, nó chồi chồi lên, đến khi nào mà nó lên trên được. Cuối cùng hỏi nó tại sao nó lên được trên này, nó nói tại vì nãy giờ ở dưới đó người ta la ó sùm, tôi tưởng đâu người ta tán thán tôi ráng lên, mà thiệt ở xứ dưới ta kêu xuống xuống, tại nó điếc nó không nghe. Nó thấy như này vỗ tay la sùm. Quý vị để ý con cua, nó nằm trong một cái thao, không bao giờ con cua bò ra khỏi cái thao. Tại vì con cua nó bò lên sắp là con cua ở dưới nó tìm cách nó kéo xuống, nó kéo xuống. Cho nên đó là có nhiều khi người ta nói mình sống sao giờ sống như con cua vậy, không bao giờ muốn cho ai hơn, thấy người ta hơn là kéo xuống. Thật ra con cua nào mà bò ra được là con cua nó phải phấn đấu lắm, chứ còn thường thường là hãy nó bò sắp lên là con khác kéo nó xuống, nó bò sắp lên là con khác kéo nó xuống. Mà ở đời nó ngộ lắm, thấy ta nghèo cái lợi chia trò giúp đỡ thương lắm, còn nhiều khi cầu nguyện đó, thôi chúc cho chị hết nghèo hết khổ, mà bữa nào người ta giàu khá khá tôi nghi nó lắm. Làm ăn gì đây đó, chứ sao nó nghèo, sao nó đang nghèo sao, rồi bắt đầu ta giàu hơn nữa bắt đầu nghi, nó khổ không. Chứ Phật tử mình vậy, có đôi khi Pháp Hòa nói này, có nhiều khi mình thấy một ngôi chùa phát triển, cho là mình nói thôi chùa đó giờ giàu rồi đừng cúng nữa. Thật sự ra mình cúng vô đó mà cái ông thầy trụ trì đó đó, ổng dùng cái tiền mình đúng cho nên ổng mới xây dựng được, nghĩa là mình cúng là ổng xài đúng rồi. Cho mình cúng quá trời quá đất mà thấy cái chùa nó không có gì hết trơn á, đó là sao? Thì mới biết là ổng biết ổng xài gì, phải không? Còn đằng này cúng bao nhiêu là chùa mỗi ngày mỗi phát triển, nghĩa là ổng không có xài cái tiền đó bậy. Mình cúng mà không có, không làm, ông làm thì ông làm cho chúng. Cho nên với cái nhìn của Phật tử, chùa phát triển được là cái vui của mình, là cái mừng của mình, chứ không có mình không có phê phán. Thậm chí còn nói một câu tôi nghi lắm, không biết tiền để đâu ra, có đâu tài trợ gì đó, vân vân. Cho nên mình nhớ là có nhiều khi trong cuộc sống của mình, mình bị những cái gọi là sang tham đó, nó len lỏi trong những lời nói, trong tâm niệm của mình mà chính mình không hay không biết. Sang tham chỗ ở, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, sang tham tán thán, và cuối cùng là gì? Làm cho vật tịnh thí rơi rớt. Đó cũng một dạng sang tham. Rơi rớt là sao? Mình của người ta cúng vô đó, mà người ta đóng góp vô đó mà mình không biết chi dùng. Phong và ví dụ có 20 người ăn à, mà không có, mình không có đoán được, mình không có biết cái lượng á, cứ nhắm mắt nấu làm ra 70 người ăn, ăn không hết đem đổ. Còn nếu mình biết lỡ nấu nhiều, phải không, phải tìm cách chia ra cho mọi người được ăn. Nếu nấu nhiều cũng không sao hết á, nhưng mà một là mình cất làm sao đó đông lạnh, làm sao đó để dành lần sau có xài. Còn nếu không nữa chia ra cho mọi người được hưởng, chứ không nên để bỏ thùng rác. Đó là Pháp Hòa nói có rất nhiều thứ mà đôi khi trong cuộc sống này chúng ta không có biết. Quý vị biết á, mỗi năm á, chúng ta đều làm cái chương trình Food Bank, là ngân hàng thực phẩm. Mà đâu phải tự nhiên mà có đâu, mình phải đi mua.
Ở trong Safe Quê hay là Safe Food đó, họ phát từng phát sẵn vậy nè. Họ bán cho mình một gói, một cái phần về khoảng 50 đồng. Trong đó có con lon này, gói mì gì đó, một phát. Nhiều khi mình không biết cho gì, họ phát sẵn cho mình luôn. Mình muốn cho phải không? Mua một phát này 5 đồng nè, 10 đồng nè, bỏ vô trong cái phần food bank đó. Đồ chơi, quần áo. Những gia đình nào mà low income mà đã từng ăn tiền chính phủ qua cái chương trình đó đó, mỗi cái mùa lễ Noel họ gửi thơ đi hết. Họ báo là năm nay có chương trình cho đồ chơi, cho quần áo, cho này kia nè. Và quý vị nào có nhu cầu là đi tới những cái center đó để nhận. Người ta phải bỏ tiền của ra người ta làm chuyện đó. Rồi quý vị biết thậm chí quà của con nít á, quý vị cho vô đồ chơi, một cái bang đồ chơi cho con nít. Tại có những gia đình người ta có con mà người ta nghèo, người ta không có tiền mua. Và không muốn cho những trẻ em á, đến cái mùa này là cái mùa nhận quà cáp mà nó buồn, nó không có quà gì nó nhận. Người ta tổ chức ra là những cái chương trình cho quà, mình cho quà. Và người ta kêu gọi mọi người á, đến gói quà chứ không phải cho khơi nữa đó. Không phải cầm quà đưa nó khơi khơi đâu. Gói là đàng hoàng. Để chi? Để nó đi đúng cái phong tục là đến cái đêm Noel mở quà. Nhà nào mà theo cái truyền thống ăn lễ của Tây Phương là đều có đêm 24 tập hợp ở các gia đình để mở quà hết. Thì những đứa con nít đó nó chỉ nghèo thôi nhưng mà nó vẫn biết được cái truyền thống đó, cuộc sống đó. Cũng giống như ở Việt Nam mình, cái Tết dân tộc. Đứa con nít nào nó cũng biết Tết và đứa con nít nào nó cũng thích đồ mới hết. Cho nên mùa Tết mà mình nghĩ tới những đứa nghèo, mua cho nó một bộ đồ mới nó mặc, mua cho nó những món quà, đó là cái mà mình nghĩ tưởng tới nó. Chút xíu mình nói tới cái bố thí đó. Thì mình nhớ là khi mình nhận cái quà đó, nó không có phung phí. Nó ôi của này của cho mà. Không phải đâu. Nếu người ta không cho là phải làm gì? Mình phải đi mua. Mà mình đâu biết rằng người khác phải mua để làm quà cho mình. Cho nên ngay trong chùa, mặc dù mình xài không có gì mình mua, nhưng mà phải nhớ rằng mình không mua, nhưng mà hàng chục, hàng trăm người khác mua để mang vào, thì mình không có nên phung phí như vậy. Nó rơi vào một cái tâm niệm là sang tham vật chất. Là vì sao? Là vì chúng ta đã xài phung phí mà chúng ta không biết được cái công sức của người khác. Cho nên Phóng Hòa ở đây mấy chục năm chứ không dám phí gì hết. Thật sự mình phí ai biết? Tổn giảm cái phước của mình. Chứ đâu phải bình thường. Còn cái chuyện mà mình muốn xài sao đó mình xài. Nhưng mà mình nhớ là nếu mình muốn kiệm cái phước thì chính giây phút đó là kiệm cái phước. Nước uống người ta để free cho uống đó, cứ việc lấy uống đi. Mà uống đâu dục đó, nửa chai nửa chai. Rồi mai mốt mình ở một cái quốc độ nào đó mà nước cũng không có để mà uống, một giọt cũng không có. Quý vị đã từng thấy trên những cái quốc gia mà ta chiếu trên tivi, một giọt nước sạch để mà cũng không có để mà uống. Còn bây giờ mình có quá chừng nước mà mình không biết giữ gìn, thì cái đó mình tổn giảm cái phước của mình. Cho nên một cái vị thiên chủ, một cái người mà có phước được làm một cái vị trời đó, đó là do họ biết cái gì? Họ biết kiệm cái phước ở cái chỗ tâm họ thì xa lìa những cấu uế. Cấu uế là gì? Tâm lìa những cái nghĩ gọi là bất thiện. Đời sống thì không sang tham, tâm thì không nghĩ điều bất thiện. Ví dụ như bây giờ mình thấy người ta làm ăn được, tại sao mình lại cứ nghĩ là người đó đang làm chuyện mờ ám? Tức lúc nào mình cũng nghĩ những cái xấu gì cho người khác mà mình hoàn toàn không chắc, không xua. Thật là cái đó nó nhiều khi nó làm nó tổn giảm cái tâm mình. Có một lần có một vị hỏi Pháp Hòa, thấy con chó, cái thì người khác cưng nó, thương chăm sóc nó, thì mới phê phán một câu: nó là súc sinh mà mắc cái gì mà phải thương dữ vậy? Thật sự ra mình nói vậy cũng có gì hết á. Nhưng mà khi nói vậy rồi, cái nó tổn giảm
Trước hết là lòng từ của mình. Nếu mình nhìn được con vật nó cũng giống như mọi con vật khác thôi, con người thôi, con vật kêu con người, nó cũng là một loài động vật, mình cũng là một động vật. Nhưng mà động vật mình á, với so với cái động vật con thú á, thì động vật này thông minh hơn, đời sống văn minh hơn, chứ nó cũng là động vật. Cho nên trong tất cả những loài động vật, con người là động vật tối cao. Chó mèo cũng động vật. Quý vị thương nó biết không? Quý vị ghét nó biết không? Mình nuôi nó riết, mình nói nó nghe không? Nó hiểu không? Biết hết. Nhưng mà vì cái nghiệp của nó không nói ra thành lời thôi. Nhưng mà nó có biểu cảm, nó có biểu lộ cho mình biết nó đang muốn gì, đang buồn, đang vui làm sao. Nó vui quá nó vẫy cái đuôi, nó nhào vô người mình, nó ôm, nó buồn nó hét lên cái tiếng khóc, vân vân. Vậy thì nói một câu nói đó tổn giảm lòng từ, mà mình làm cho cái người thương nhớ chăm sóc nó cũng cũng bị một cái hurt, cái đau. Cho nên tán thán không có nghĩa là mình định bợ, mà mình biết tán dương những gì người khác làm, mình biết trân trọng những gì người khác làm. Quý vị biết là nhiều khi con mình á, nó đi vô trường nó học á, nó ăn. Nhiều khi nó về nó cố gắng nó làm nguyên ngày trời đừng có cái bánh á, nó đem ra nó tặng cho mình. Trời ơi, tưởng gì làm nguyên ngày nhịn bánh thấy ghê. Chắc là quý vị thấy không? Mà ngược lại mình phải trân trọng, mình thấy là nó đã cố gắng, nó nghĩ tưởng tới mình. Mấy chú ở châu Hòa có một chú tiểu đi học ở trong trường là dạy industrial, là nắng tượng. Trời ơi, chú lấy cục đất chú nắng cái tượng Pháp Hòa, nhìn không có ra Pháp Hòa mà ra Pháp Quả phát gì. Nhưng mà thật sự ra đó, mình phải, mình rất là vui. Là vì tại sao khi người ta nói rằng lấy đất nắng một cái gì đó, nó không nghĩ ra nó nắng cái gì, mà nó nghĩ tới thầy, nó nắng ra hình tượng của thầy. Cái mình phải nhận ra cái chỗ đó. Cho nên nó đem về Pháp Hòa dẫn để trong phòng Hòa Chưng. Rồi mấy đứa nhỏ nó vẽ hình, nó vẽ vừa rồi, cái khóa tu vừa rồi, nó vẽ Pháp Hòa ngồi giữa, vẽ thầy Đức Tạng, vẽ thầy Tịnh Tạng. Mặc dù không giống nhưng mà mỗi người có một cái đặc điểm, nhìn vô là biết liền. Vẽ thầy Đức Tạng có nút ruồi, vậy là biết thầy Đức Tạng. Vẽ thầy Tịnh Tạng bự to đeo mắt kiến vậy. Dạ chú Trung Chánh ốm nhôm đeo mắt kiến vậy, không giống nhưng mà nhìn vô biết. Pháp Hòa thích cái hình đó quá, và nó dán ngay chánh điện đi, dán ở phía sau ngay chánh điện. Nó nghe nó nói thiệt hả thầy, nó không ngờ là mình biết trân quý cái tác phẩm của nó. Có một em nó bay từ ở San Jose qua, nó qua để làm gì? Nó có cái nghề vẽ. Bây giờ nó đem hết đồ nghề nó qua rồi, nó muốn vẽ, giờ trời đất ơi, chỗ đâu cho nó vẽ. Nó thôi con vẽ vô cái thùng kho của chùa, về cái kho, ngay cái kho sắt của chùa, con vẽ đi. Kêu nó vẽ hoa sen, nó hoa sen bự quá vẽ không nổi, vẽ rồng được không? Thôi muốn vẽ gì đó vẽ. Thì Pháp Hòa ở đây Hòa nói thưa đại chúng là cái tâm tán thán của mình đó. Khi mà mình làm những cái việc mình có cái phước nha, nhiều khi mình làm việc đâu đơn giản thôi, đâu có làm gì quy mô rộng lớn mà theo người ta biết quý trọng cái đó, do cái phước là mình biết tán thán người khác. Cho nên Phật giáo dạy chúng ta bằng cái tâm tán thán đó, bằng cái hình thức là mỗi ngày lên tán Phật. Trước khi đảnh lễ Phật là phải tán dương Phật. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Xương dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Đó là mình tán dương Phật. Đại từ, đại bi thương chúng sanh. Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài. Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, đệ tử chí tâm thành đảnh lễ. Đó là tán thán đó. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Tán thán. Rồi tán thán Đức Quan Âm. Đại sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi. Không đau cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền dông cứu độ đời.
Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân châu. Bốn câu đó bằng tiếng Hán, mà sư ông Làng Mai dịch bốn câu đó ra bằng tiếng Việt. Đại sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi, không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền vong cứu độ đời. Chúng ta học cái hạnh tán thán, hướng dẫn cho chúng ta có cái tâm tán thán. Ngay cả ngày Một Kiền Liên cứu mẹ, Phật cũng phải khen, dầu ông thần lực nhiệm màu, tốt lắm. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tụ tập, cũng không phương cứu tế mạng mẹ người. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng, cái hợp lực, cái đoàn kết. Cho nên mình ai trong đại chúng mà làm cái gì chúng ta tán thán rồi thì mình được hưởng nữa, chê bai người ta khỏi làm, thì mai mốt mình hốt xô rồi mình làm một mình làm hết cái nổi quạo. Nổi quạo cái lâu lâu cái người ta gặp mình đâu, người ta tu pháp môn gì kính như viễn chi, kính mà phải xa chứ không dám tới gần. Cuối cùng mình là cái người đơn độc lẻ loi, mà mình lại ôm cái khổ nạn khổ lụy cho mình, chi cho nó khổ vậy. Thành thử ra chính mình làm mình mất phước chứ ai đâu. Mình khen người ta làm cho mình sướng không? Chỉ lời khen mà được phước, lời chê mất phước, khỏi ai làm gì hết. Rồi, sống với tâm bố thí, hồi nãy là xa lìa được cái tâm cấu uế sang tham, bây giờ sống với tâm bố thí. Bố thí có 5 cách. Một là bố thí cho người xa đến. Thí dụ như Pháp Hòa lâu lâu về đây một lần, quý vị cho ăn ngập mặt. Nói theo thế gian, ăn ngập mặt. Bố thí cho người ở xa đến. Cho nên ai ở xa mình phải quan tâm. Ai ở xa đến, thí dụ như Phật tử ở đây Winnipeg xuống, hỏi người ta ăn cơm chưa, ta nói giờ tôi sửa sẵn lái xe về, phát đồ cho ta đem theo. Thật sự ra gói bánh, gói cơm nó không có gì hết á, nhưng mà nó bao nhiêu cái ân tình ở trong đó, bao nhiêu cái đẹp, cái tình thương nằm trong đó, tại sao mình không làm? Cho nên bố thí cho người ở xa đến, bố thí cho người sắp đi xa. Người ta ở xa đến rồi, ta vừa đến phải không? Hỏi ở đâu đến? Nói dạ tôi Winnipeg đến. Nhìn đồng hồ cũng đúng giờ cơm, quý vị dùng cơm chưa? Mời quý vị dùng. Rồi giờ người ta nói thôi tôi chữa soạn tôi ra về, quý vị lấy theo ít thức ăn, bánh kẹo nước nôi gì đó gửi cho người ta. Bố thí cho người ở xa đến, cho bố thí cho người sắp đi xa, bố thí cho người yếu gầy ốm, bố thí cho người đói khát, cuối cùng là bố thí cho người có trí tuệ. Hồi nãy là bố thí cho những cái người mà cuộc đời họ ốm gầy bệnh tật vân vân, nhưng mà tại sao người trí tuệ bố thí? Mình giúp đỡ cho họ để họ phát huy cái tài năng của họ. Nhiều khi họ có tài nhưng mà không có sức thì mình phải giúp cho họ. Quý vị biết ở bên Việt Nam á, có những người người ta rất là giỏi Phật Pháp, vẫn những giỏi Phật Pháp mà giỏi dịch kinh nữa. Bây giờ nếu mà người ta mình muốn người ta dịch kinh để truyền cho người sao hiểu kinh tiếng Việt, mà bây giờ nếu người ta lo người ta dịch kinh thì người ta không đi làm, ta không có tiền ta nuôi sống gia đình ta, thì ở đây mình hùng tiền lại, mình giúp cho các vị đó yên ổn cuộc sống hàng ngày để họ đầu tư thời gian họ trong công việc dịch kinh. Pháp Hòa đã từng trợ giúp những cái trường hợp như vậy, và mình rất là quý những vị đó. Tại vì Pháp Hòa thường hay nói quý bác, quý cô, chú có khả năng cố gắng. Tại những vị này ngày xưa có một quá trình Phật học rất là sâu, nhưng mà tại vì đời sống họ phải bươn chải đi làm, nhưng mà khả năng rất có. Từ khả năng tiếng Việt, khả năng dịch thuật, khả năng Hán học,
Chỉ có cái điều là đời sống gia đình họ phải đi làm thôi. Thì thôi mình trợ duyên để cho các vị yên tâm phần gia đình họ, để họ lo công việc này cho mình. Chứ những người mà người ta có khả năng, mình phải đầu tư phát huy. Mà rất là nhiều cái trường hợp như vậy chứ không phải là một. Thì ở đây cái vị này có cái tâm bố thí như vậy, kế đến là hoan hỷ thí xã, nhiệt tình đáp ứng các nhu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí. À, quý vị thấy không? Phải hoan hỷ thí xã, cho phải vui nữa. Cho mà không vui, giờ vừa cho mà vừa phiền não, lăng nhăng, đã ăn rồi còn xin, làm tôi tốn hộp, tốn bao, thí dụ vậy. Phân phối vật bố thí, tức là của có của phải phân phối ra. Nhiều khi Phật tử cho qua cái gì nhiều quá, một mình qua đâu có xài hết. Thấy quý bác, quý Phật tử cần. Vừa rồi nó mấy vị cho qua mấy chai thuốc đau, đau nhất. Là thấy mấy cô trong chùa ai cũng đau nhất, mà mình thì cũng đau nhất mà không đến nỗi. Thôi tặng cho quý vị, mà khá quý vị uống ai cũng cũng có tác dụng. Bây giờ đang ùn ùn đi order thêm. Mà Pháp Hoàng nghe vậy mà vui lắm. Tại vì mình biết là cái thuốc đó nó work với người ta. Thật sự ra thuốc nhất là nó rất nhiều thứ. Ai cho Pháp Hoàng cái gì mà cũng về quảng cáo hết á. Nhưng mà người hạp người không. Mà mình thấy người nào mà ta hạp được cái thuốc đó mình mừng. Người ta uống người ta hết bệnh, người ta khỏe một phần nào cũng tốt. Vì cho nên mình phải phân phối vật bố thí. Rồi cuối cùng là cho đến trọn đời chân thật, trọn đời không phẫn nộ. Mà nếu lỡ phẫn nộ thì sẽ mau chóng tiêu trừ. Nếu mà lỡ mình có nổi giận á, giờ mình nói theo người Việt, giận 5 phút thôi, buồn 5 phút thôi. Thì đó là cái bài kinh mà cái vị thiên chủ sở dĩ họ được làm vua cõi trời, làm sếp ở cõi trời, không phải tự nhiên, không phải do đút lót, không phải do có tiền mua chuộc, mua chức, mà do họ phải có huân tập một số cái phước lành nào đó trong đời này thì họ mới được như vậy. Cho bây giờ mình ngồi mình nhìn lại, chúng ta trong đời này chúng ta được cái gì đó là chúng ta biết rằng đời trước mình có làm cái đó. Quý Hòa Thượng, quý Thầy hay nói Pháp Hòa đó, có lẽ đời trước Pháp Hòa gieo duyên nhiều với chúng sanh, cho nên đời này mình được gần gũi chúng sanh rất là dễ dàng. Mọi người, nếu nói về cái học, mình có học gì đâu, giỏi cũng chả có gì giỏi, nói chung là không có gì đáng khen đáng thưởng hết. Người ta thấy tội nghiệp. Thì mình biết rằng cái tâm hằng ngày mình, cái tâm mình lân mẫn, mình tâm mình lân mẫn với mọi người, nó có cái duyên với chúng sanh. Cho nên một cái vị xuất gia mà tâm không nghĩ tưởng tới chúng sanh, tới những tín Phật, những tín đồ, những Phật tử đó, phải không? Thì mình sống mình không có cái tâm với họ thì mình sẽ giảm đi cái phần duyên đó. Cho nên một vị nào đời này mà quý vị thấy như những vị hòa thượng của mình, quý vị thấy quý ngài đi đến đâu quá chừng Phật tử, người ta kính ngưỡng, người ta tôn trọng. Như hòa thượng Trúc Lâm, tức là hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Làng Mai, hòa thượng Nhân Hạnh gì đó, hay là hòa thượng Trí Tịnh, vân vân, những bậc tôn đức của mình. Mình nhìn vào cái hình ảnh quý ngài để mình biết rằng quý ngài có kết duyên với chúng sanh. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ngài Trí Tịnh, ngài đâu có đi đâu đâu, ngài rất ít đi đâu, mà ngài hầu như không ra khỏi chùa chứng trai tăng gì hết á. Nhưng mà tại sao đâu cũng biết ngài? Ngài dịch kinh. Không một ngôi chùa nào hay một ngôi nhà Phật tử Việt Nam nào mà ít nhất không có một quyển kinh của ngài dịch. Ít, nếu không có cuốn Địa Tạng thì cũng thế nào cũng có cuốn Pháp Hoa. Nếu không có cuốn Pháp Hoa thế nào cũng có cuốn Địa Tạng. Đó là hai cuốn kinh căn bản nhất Pháp Hoa nói. Chứ còn ngoài ra là kinh Hoa Nghiêm nè, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, kinh Bảo Tích. Những bộ kinh đó là những Phật tử nào có tu tập, có nghiên cứu thì mới có thôi. Phần lớn là đặt căn bản là có cuốn Địa Tạng, cuốn Pháp Hoa. Hay thậm chí quý vị tụng những bản kinh Di Đà cũng do ngài dịch.
Thành thử ra đời của Ngài là đầu tư hết vào công việc dịch kinh. Mà nhờ cả thế giới, hãy nơi nào có người Việt, ít nhất sẽ có một quyển kinh do Ngài dịch. Cho cái phước đó, mình tụng kinh của Ngài dịch đó, Ngài cũng được cái phước. Và đồng thời là cái gì nữa? Ngài kết cái duyên pháp với mình. Cho nên đời kiếp nào mình sinh ra, nếu còn trong Phật pháp, thế nào mình cũng gặp Ngài ở trong một pháp hội nào đó, ở trong một cái duyên nào đó, mình sẽ được gặp Ngài trở lại bằng mọi cái hình thức trong Phật pháp, có thể do dịch kinh, nghe thuyết pháp. Cho nên thưa đại chúng, là qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng từ một cái người ông Ngọc Đế Thiên Chủ cho đến những người bình dân lê thứ như chúng ta, không có cái gì chúng ta có mà không phải do nhân quả, hay nói cách khác là do cái phước lành, do cái duyên phước mà chúng ta tạo, không có bình thường. Ngay cả đời này quý vị thấy mình có ăn mà ăn ngon, ăn nhiều nữa thì biết là có phước. Nhưng mà không phải rồi lấy cái phước này bố thí, làm mà không có bủn xỉn, làm cho tất cả mọi người cùng ăn, thì cái phước đó không mất. Quý vị biết á, nhiều khi mình bố thí, mình nghĩ cho số nhiều, mua một lần cả 100 tấn gạo cho, mà cho gạo ăn không được. Trên hình thức là có cho người 5 ký, 10 ký hết, mà về ta nấu ăn không được. Thà là làm, mình mua tiệm gạo mắc một chút đi, cho mà người ta ăn được, thì người mình mới có cái phước, và người ta cũng không bị mắc cái tội nữa. Người ta ăn không được, ta làm gì? Ta dũa mình. Trời ơi, cho mà không được. Thành thử là cái người đó mắc cái nghiệp, đã được cho mà còn dũa người cho nữa, thành thử tội họ. Thành thử cho người ta là phải make sure là người ta còn ăn được. Có nhiều khi cái đó nó hư rồi, đem ra cho tại tiếc rồi bỏ uổng, đem ra đưa người ta mà về ta cũng bỏ thôi, người ta đâu có ăn được đâu, phải không? Thành thử ra có nhiều vị cũng hướng dẫn cho mình, chỉ cho mình, hễ bố thí, nhất là về vấn đề ăn uống, thì chúng ta phải make sure, phải chắc chắn rằng những cái gì mình cho mà người ta còn sử dụng được, người ta còn ăn được. Thà là mình cho ít chút, mắc một chút mà người ta có thể ăn được, còn không thì người ta không thể ăn. Thì qua bài kinh này, đại chúng nhớ có 7 điều ha. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, hai là kính trọng gia trưởng, ba là nói lời nhu hòa, bốn là không nói lời hai lưỡi, năm là tâm xa lìa cấu uế sang tham, sống với tâm bố thí, hoan hỷ nhiệt xả. Là sao? Bảy là nói lời chân thật, không phẫn nộ, mà nếu phẫn nộ thì cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan. Cho nên ví dụ đời này mình có một cái tâm, mình có cái tánh, mình buồn, giận gì đó, nói xong rồi thôi, quên xả hết, đó cũng cái phước. Có nhiều người nóng nói rồi để trong lòng, không có xả ra được, thì cái hiềm hận nó không nguôi. Thành thử Đức Phật dạy á, nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, la tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó đánh tôi, la tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Trong kinh Pháp Cú có những cái câu như vậy đó, gọi là phỏng song yếu, hai cái nó song song với nhau. Cái mình làm thì mắc cái này, cái xả được được cái này. Thì thôi, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng nhân cái ngày trong cái mùa báo hiếu này, thì chúng ta học cái bài kinh để nói về cái phước của một vị thiên chủ. Mà cái phước này chúng ta nghe qua chúng ta thấy rằng đâu phải ổng mới làm được, chúng ta cũng làm được, dù không hết 7 phần, nhưng chúng ta cũng sẽ làm được một phần nào đó, để chúng ta dù không được làm mà gọi là chủ thì cũng được làm dân ở đó, hay được làm phó, được làm gì đó. Nhưng mà cái chữ làm ở đây là không phải chúng ta muốn, chúng ta cứ làm phước thôi, rồi cái khi cái phước nó đủ, tự nó tụ vậy thôi à. Cho nên mình làm cái gì không bao giờ mình suy nghĩ là ồ mai mốt mình sẽ thành cái gì, khỏi lo. Cứ mình cứ tâm tâm niệm niệm mình làm đi, rồi mọi việc nó sẽ có cái gì, nó có cái khuôn hết rồi, nó sẽ đi vào cái đó thôi, mà không cần một cái tâm niệm phiền bận nào mình phải lo hết. Thì được như vậy đó, ngay khi chúng ta làm mà tâm chúng ta không dính mắc,
Chúng ta không cần phải nói nè, tôi bố thí nè, mai mốt tôi làm thiên chủ. Thì khi mình làm như vậy đó, ta chưa thấy mình làm phước gì mà ta nói nổ quá. Mà khoe quá, mà biết đâu mình làm một cái điều phước nhưng mà bù lại mình cái lỗi lầm nó nằm trong đó cũng có. Cho nên nhiều lúc mình làm không khéo, công với tội nó ngang nhau. Cho thì cũng có cho đó, mà ngược lại rồi xong rồi mắng xả người ta thì nó bù lại đấy thôi. Nó vướng vào cái lỗi gì, nói lời thô ác thay vì nói lời hiền hòa. Cho nên bố thí là một việc, mà đi đôi với cái bố thí là gì? Là ngôn ngữ mình dùng trong khi mình bố thí. Ngôn ngữ mình dùng trong khi mình bố thí. Nhiều khi mình cho người ta mà cái lời lẽ của mình sỉ nhục người ta, phỉ báng người ta thì nó mất. Nó được phần này, nó mất phần kia. Cái cuối cùng nó xác xớt qua trang lại hết trơn. Cho nên mình phải cẩn thận cái đó, để chúng ta trọn cái phần phước của mình. Chúc đại chúng có mùa vu lan an lạc. Và đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.